Kỹ năng được ban khi bị triệu hồi đến dị giới lại là mua sắm trực tuyến, ai ngờ, nam chính đã sử dụng khả năng mua sắm để trở thành thần ẩm thực mới, bánh sandwich bình thường đã khiến cho các nhà thám hiểm thưởng thức thịt heo chiên nhúng sốt, khiến họ mê mải đến nỗi muốn nổ áo ra, dựa vào công nghệ và kỹ năng, thậm chí còn khiến cho Fenrir tự nguyện ký kết khế ước, nam chính 27 tuổi, một kẻ làm thuê, tiếp tục cuộc hành trình của mình, bị triệu hồi đến vương quốc Rice, cả công chúa và người triệu hồi đều khó tin rằng nó sẽ hiệu quả, sau khi kiểm định, anh ta trở thành một chiến binh của thanh kiếm hai người khác có tài năng trở thành những người thông thái nhưng mukoza lại là một ngoại lệ vì họ chỉ triệu hồi ba anh hùng nên anh ấy còn không bằng một món quà tặng kèm và kỹ năng đặc trưng của anh là mua hàng trực tuyến điều mà chỉ có ba học sinh trung học biết ngoài ba học sinh trung học không ai biết đến sau đó vua giới thiệu rice bị ma vương tấn công nhiều lần vì vậy nhiệm vụ của họ chính là cứu thế giới ba học sinh trung học nhanh chóng nhập vai mukoza kẻ vô dụng cảm giác tiếp tục lẫn vào có thể sẽ chẳng khác gì kết cục của một anh hùng vô dụng do đó anh biểu lộ rằng mình có thể trở thành gánh nặng, hy vọng nhận được một ít tiền để sống và giữ miệng. Từ đó sống như một công dân và không tiết lộ danh tính. Cuối cùng, vua đã tặng anh 20 đồng vàng, đổi ra tương đương 200.000 yên Nhật. Bộ vest hiện tại anh mặc, trong mắt người dị giới là trang phục kỳ dị, để không gây nghi ngờ, anh đành phải thay đổi trang phục. Qua một loạt mua sắm, anh đã biết được giá trị của tiền tệ. Mình may mắn không tham gia đội hình anh hùng, phải đối mặt với ma vương hàng năm. Họ làm sao có thể sở hữu vàng bạc? Từ đó suy luận rais có lẽ là nơi rắc rối. Mở bảng thuộc tính thực sự như anh đã nghĩ kỹ năng đặc trưng là mua hàng trực tuyến. ra thử gọi siêu thị trực tuyến nhưng không ngờ hệ thống này không phải là điều khiển bằng giọng nói. Anh cần phải nhấp vào màn hình để hiển thị sản phẩm. cả ngày chưa ăn gì anh chọn một chai nước và một ổ bánh mì. khi nhấp vào xác nhận thông báo không đủ tiền xuất hiện với lòng chán trường Mucosa bỏ vào một đồng bạc. ngay sau đó anh thấy phép thuật không gian thời gian hàng hóa được truyền tải trực tiếp đến trước mặt, chẳng cần tới người giao hàng. nam chính nghĩ rằng nếu sử dụng kỹ năng này đúng cách có lẽ anh có thể kiếm tiền bán bánh sandwich với giá cao cho những người dị giới chưa từng thử ngày hôm sau sau khi hỏi thăm anh điều khiển xe ngựa đến biên giới của vương quốc cớt trò chuyện với một thương gia đang đi ngang qua người này đã có xà phòng xa xỉ và định bán mukosa tỏ ra tò mò liệu những món đồ này có được đặt trong hộp đồ không anh nhanh chóng biết rằng hộp đồ là một kỹ năng vô cùng hiếm hoi ngoài ra chỉ người triệu hồi mới có kỹ năng xác định dĩ nhiên hội đồng cũng chỉ có đồ ma thuật quý giá có thể xác định tuy nhiên việc ẩn giấu kỹ năng xác định khiến mukosa rất phiền lòng thương gia bí mật nói với anh việc rời khỏi vương quốc là quyết định đúng đắn bão táp chiến tranh ở rice đang nhanh chóng lan rộng nghe nói sắp tới họ sẽ phong tỏa biên giới để không ai có thể trốn thoát khi đến trạm chuyển tiếp anh thấy tất cả các xe ngựa đều đã dừng lại vào quán ăn từ miệng của các binh sĩ anh biết mục đích của vương quốc là ngăn chặn người dân chạy trốn ra nước ngoài vì nếu dân số giảm sẽ không đủ binh sĩ vua tạo ra rắc rối khơi nguồn chiến tranh mà không quan tâm đến nhân dân vì vậy họ khuyên mukoza nếu muốn trốn thì hãy nhanh chóng nhưng trên đường có nhiều quái vật rất nguy hiểm với kỹ năng chiến đấu kém của mình anh quyết định thuê vệ sĩ anh đến hội những người mạo hiểm để đưa ra yêu cầu nội dung là đi bộ từ đây đến vương quốc phơ cô lễ tân nhìn một lượt chuyến đi sẽ mất vài ngày số tiền cần trả ít nhất là 7 đồng vàng và yêu cầu như thế này luôn có nhiều hơn người nhận để chắc chắn trả 8 đồng vàng sẽ an toàn hơn nam chính cắn răng quyết định sẵn lòng chi trả gần một nửa số tiền của mình thỏa thuận được đạt được và ngay lập tức có một nhóm người mạo hiểm sẵn lòng giúp người đó tên là wenner một chiến binh tiên phong ra nói rằng anh sẽ trả tiền ăn cho nhóm của họ dùng kỹ năng mua sắm trực tuyến giảm thiểu chi phí có thể anh còn có cơ hội dùng thực phẩm để chiếm được tình cảm của họ. Sáng hôm sau, mọi người tụ tập ở cổng làng. Kiếm sĩ Vincent, xin chào, trinh sát Rita, rất hân hạnh. Pháp sư Ramon, rất hân hạnh. Sir Franca, rất hân hạnh. Tôi tên là Mukoza. Sau vài giờ di chuyển, họ nhanh chóng đến nơi dừng chân giữa chừng. Dù sao họ cũng không biết đến bếp ga. Nam chính cũng không cần giấu giếm. Khi biết anh có hộp đồ, điều đó có nghĩa là không gian rất nhỏ. Người tóc đỏ nghĩ rằng thứ anh mang ra là một cái lò phép thuật. Về phần nam chính, anh đã thấy thứ thực sự chỉ là người bán đen đối giá cao cho một thứ nhỏ bé như thế họ đòi 50 đồng vàng không bằng việc mua trực tuyến rẻ hơn sau khi chế biến đơn giản một dĩa sandwich được đặt trước mặt sợ họ bị nghẹn anh còn nấu một nồi súp đặc biệt lúc thử sandwich họ khen ngợi không ngừng vị của súp cũng tuyệt vời nhưng họ không nhận ra đó là túi súp đặc cần pha loãng với nước nam chính thừa nhận rằng bánh mì đến từ quê hương của anh một thứ đồ quý giá như thế khiến đội trưởng cảm thấy biết ơn khi thưởng thức họ mừng rỡ vì có một người chủ tốt như mukoza họ không hỏi nhiều về lý do anh rời nước chỉ mong chờ bữa ăn trong những ngày sắp tới trên đường họ gặp quái vật chặn đường điều này khiến nam chính nhận ra sự nguy hiểm của dị giới trong thế giới gốc của anh bướm thực sự lớn hơn cái đầu của anh theo báo cáo ở phía trước có một con lợn núi màu đỏ đang rất hung dữ dựa vào năng lực chiến đấu hiện tại đội trưởng cho rằng không nên đi đường vòng lợn núi màu đỏ đột nhiên nhảy ra từ giữa bụi cỏ nam chính có vẻ như chưa từng trải la hét lên sau một trận chiến nhanh chóng tất cả các con lợn núi đỏ đều được chế biến lông và răng của nó có thể được bán lấy tiền phần thịt lợn còn lại quá nhiều được đặt vào hộp đồ của nam chính trước trời đã tối đội trưởng đang mong chờ một bữa sandwich còn mukosa một người yêu thích ẩm thực không chấp nhận lặp lại vì vậy anh ấy quyết định làm một món ăn mới để thay đổi khẩu vị cho mọi người nhưng trước hết anh muốn mọi người chờ đợi một chút nếu không công thức bí mật của anh sẽ bị tiết lộ anh cho thịt ba chỉ vào chảo dầu nóng và chiên sau đó thêm rau đã mua với giá khuyến mãi cảm giác như còn thiếu anh thêm vài cây xúc xích cuối cùng món thịt hầm rau có hình thức bày trí đẹp cũng đã hoàn thành khi họ ăn lần đầu tiên tất cả đều giật mình không một tiếng động Mukoza không chắc liệu mọi người có thích món ăn của anh không. Mukoza san, còn thêm không? Rất danh mãnh, tôi cũng muốn. Nếu còn, tôi, nó ngon đến thế sao? Người nữ chăm sóc nói rằng cảm giác cơ thể ấm áp hơn. Người đầu đỏ cảm thấy mình linh hoạt hơn rất nhiều so với trước. Cảm giác mệt mỏi biến mất tức thì, tràn đầy sức sống. Nghe những lời này, Mukoza cảm thấy khó hiểu hơn. Cách họ nói giống như thức ăn có hiệu ứng tăng cường. Tò mò, anh tiến hành kiểm tra thức ăn. Không ngờ rằng thực phẩm thật sự có thuộc tính tăng cường. Món thịt và rau có thể tăng 20 sức mạnh trong một giờ và tăng hai ma lực trong 10 phút phát hiện hiệu ứng ẩn giúp nam chính cảm thấy lo lắng hơn nếu người khác biết anh sẽ trở thành một người làm việc chăm chỉ ở thế giới này vào lúc này có một con quái vật trong bụi cỏ đang nhìn chằm chằm vào anh thời gian nhảy đến tối ngày hôm sau có thịt lợn miễn phí để sử dụng giảm việc sử dụng hệ thống mua sắm để không bị phát hiện tuy nhiên điểm quan trọng là chỉ cần sử dụng sốt công nghệ đổ cả chai để ướp phát hiện ra rau giống cải trong dị giới nếm một miếng đúng hương vị có thể ăn một cách yên tâm trước hết thêm dầu vào chảo đặt thịt lợn đã ướp vào chiên mùi thơm lan tỏa gạo trắng khiến mọi người không thể tự kiểm soát mình đối với Fenjia có khứu giác nhạy bén đây thật sự là một sự thử thách rất nhanh một phần thịt heo chiên với gừng được mang lên nhìn món ăn ngon trước mắt nước miếng họ suýt rơi tôi bắt đầu ăn nhé đây là gì vậy ngon tới nỗi muốn nổ tung quá ngon lần đầu tiên tôi ăn món thịt heo ngon như vậy tôi không thực sự thích thịt của lợn rừng đỏ nhưng món này rất ngon ôi trời ơi tôi cảm thấy như đang ở trong nhà hàng năm sao chứng kiến phản ứng này nam chính càng tin rằng công nghệ có thể thay đổi cuộc sống pháp sư phát hiện ra rằng ăn cải với thịt heo giúp giảm ngấy. Đội trưởng trở thành một người yêu ẩm thực và phát triển ra một kiểu sandwich mới. Mọi người đua nhau làm theo và khám phá ra bí quyết. Sau khi ăn no và uống đủ, Mukoza vừa mới mở lời, nhưng không ngờ họ đều tỏ ra sợ hãi. Tất cả đều nhìn về phía sau với ánh mắt đầy kinh hoàng mà không dám nhúc nhích. Dưới sự hướng dẫn và nhắc nhở, Mukoza mới quay đầu lại. Con người hãy tuân theo lệnh của ta. Đó là Fenrir phải không? Đưa thịt cho ta ăn nữa. Ngươi không nghe thấy à? Mang thịt lên đây cho bố. Đội trưởng biết rằng tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ sức để đánh bại nó. Tha rằng ta nên đáp ứng yêu cầu và đưa thịt heo cho nó. Fangia nhấm nháp ba miếng nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Nam chính vội vàng xin thêm thời gian để nấu ăn, dường như nó hiểu rằng ăn nhiều sẽ no lâu hơn. Sau khi được đồng ý, Nam chính một mình nấu ăn liên tục, một tô lớn vừa mới nấu xong, bị nó ăn hết trong vài nhấm nháp, cho đến khi dùng hết hàng chục chai sốt, cùng với tất cả thịt heo mới đủ no. Nó còn khen ngon và cho rằng số lượng thịt vài trăm ký hơi ít, gặp được một người chăm sóc hoàn hảo. Fangia quyết định bám lấy Nam chính, đề xuất muốn ký kết khế ước với mucoza Nam chính không đủ khả năng nuôi nó nên muốn từ chối nhưng ánh mắt đầy lòng tốt của nó dường như không cho phép anh từ chối sau một hồi thương lượng nam chính cũng không còn lựa chọn nào khác như vậy nghi thức ký kết đã hoàn thành bây giờ ngươi có nghĩa vụ chăm sóc ta hiểu chưa chăm sóc nghĩa vụ ta rất mong đợi bữa ăn hàng ngày mà ngươi chuẩn bị nam chính này đã sử dụng một siêu thị trực tuyến độc đáo để mua một túi muối 5 kg giá chỉ là vài trăm yên nhật mà thôi nhưng khi bán cho dân của thế giới khác anh đã lãi được sự chênh lệch lên đến năm mươi yên nhật chỉ với 100 trăm tiêu anh thậm chí còn lãi được một trăm yên nhật nếu kết hợp cả công nghệ và sức lao động, trở thành người giàu nhất thế giới chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi ký kết bản khế ước với nam chính, Fenrir muốn anh đặt một cái tên mới. Mukoza thấy Pokita nghe có vẻ hay, nhưng vua sói cảm thấy anh quá cầu thả. Và chính bản thân mình cũng không phải là một con chó. Cuối cùng, lấy từ trong tên của mình. Quyết định đặt tên là Fel. Từ nay về sau, có một con sói đi theo sau. Tạo ra một cảm giác áp bức. Nhưng vấn đề hiện tại là sắp đến biên giới. Những người lính chắc chắn sẽ cản trở khi nhìn thấy sinh vật nguy hiểm như vậy. Nam chính, như một người phụ trách của Fel, cũng thu hút sự chú ý những người quyền lực trong vương quốc chắc chắn sẽ tham vọng về sức mạnh của anh nghĩ đến việc có thể liên quan đến chính trị của vương quốc nam chính cảm thấy rất đau đầu nếu chuyện này được biết đến cuộc sống sau này e rằng sẽ không còn bình yên nữa nhưng trong suy nghĩ của pheo nếu gặp rắc rối chỉ cần tiêu diệt chúng ngoài ra nó còn nhớ rằng hôm nay chưa ăn sáng việc tiêu thụ quá mức vào tối qua khiến cho chỉ còn một miếng thịt lợn trong tay sau khi bị mucosa phàn nàn vài câu pheo dần nhận ra việc tự phụ thuộc vào nguồn thức ăn không phải là hành động tốt hơn nữa với sức mạnh của mình đi săn cũng giống như chuyện nhỏ nhìn thấy nam chính ra lệnh cho pheo đi săn họ đều phục sự và ngưỡng mộ chính giữa lúc mukoza đang mắng sói này là một tên ăn sổi giây phút sau nó đã kéo về một quái vật cấp b một con chim đá để làm thực phẩm theo mô tả của wenner ngay cả khi cả đội tấn công họ cũng không chắc chắn có thể đánh bại con chim đá này bây giờ trong mắt pheo nó chỉ giống như một con gà con với sự giúp đỡ của họ trong việc chế biến nam chính đã tiết kiệm được rất nhiều công sức xem xét đến việc chế biến thức ăn từ da cầm anh quyết định sử dụng sốt teriyaki. Đầu tiên, anh áp chảo hai mặt cho đến khi ngoài vàng giòn và bên trong mềm, lấy đi phần mỡ thừa, đợi cho sốt trở nên đặc hơn, để thịt có thể hấp thụ gia vị đầy đủ. Khi nghĩ đến việc nấu ăn cho pheo, đó là một dự án mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, Mukoza quyết định chuẩn bị phần cho những người khác trước. Về phần sau của quá trình, anh tiếp tục sản xuất hàng loạt và cho ăn, cho đến khi tất cả các miếng thịt đều được ăn hết. Qua vài giờ, họ cuối cùng cũng thấy biên giới, lính canh dựa vào mô tả của người qua đường, đã biết về sự tồn tại của Fenrir đội trưởng tiến lên giải thích để giảm bớt rắc rối không cần thiết nam chính chỉ có thể hy vọng rằng hành động của anh sẽ hiệu quả nhưng thực tế luôn có sự khác biệt so với điều ta mong đợi tóc vàng nghe xong mô tả của đội trưởng đã hiểu đại khái còn nam chính thì đặt ra ba điều kiện cho phèo khi vào thành phố không được phá hoại hay gây hại cho dân chúng nếu không sẽ không cung cấp thức ăn cho nó bọn ta sẽ không tấn công nếu các ngươi không gây hại quái vật cũng biết nói như con người thực sự đấy đội trưởng nói đó là lời của nó chứng kiến sức ảnh hưởng của nam chính tóc vàng đồng ý trước khi qua cửa khẩu mỗi người cần phải xuất trình thẻ của hội, còn anh, không có gì cả. Phải trả 5 đồng bạc và hai đồng phí cho thú cưng, đội trưởng nhắc nhở về sự việc của họ. Bà tước của biên giới sẽ nhanh chóng biết đến điều này, lúc đó, chắc chắn sẽ có người tiếp cận và cố gắng tán tỉnh nam chính. May mắn thay, anh không định ở lại lâu dài, dự định sau này sẽ đi du lịch các nước và kinh doanh nhỏ. Lúc này, họ đề xuất anh nên đăng ký vào hội phiêu lưu hoặc hội thương nhân, như vậy có thể được miễn thuế nhập cảnh. Nếu tham gia vào hội phiêu lưu, họ có thể giúp anh xử lý mọi thứ và thu hồi nguyên liệu từ quái vật từ nay không cần lo lắng về vấn đề tài chính và xử lý thực phẩm nhìn thấy anh đang lưỡng lự nữ trị liệu sư gợi ý nên đăng ký cả hai hội mặc dù trong lịch sử có rất ít người làm như vậy sau khi vào thành phố nam chính lại mất một khoản tiền nữa làm ví của anh càng mỏng đi trước mặt anh xuất hiện một sứ giả tự nhận là người đến từ phía bá tước nghe nói anh đã thuần phục một quái vật mạnh mẽ và muốn mời anh đến nhà mình trong lòng nam chính anh hoàn toàn không muốn nhưng anh không thể nói thẳng ra vì vậy hai người bắt đầu kéo co pheo ở bên cạnh thực sự không chịu nổi việc họ lề mề như vậy đồ khốn không nghe thấy chủ nhân ta nói không muốn đi à làm ơn Fenrir lớn lao xin hãy đồng ý rốt cuộc mục tiêu của các ngươi là sức mạnh của ta phải không 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 chúng tôi chắc chắn không có ý định đó muốn biết những con người ngớ ngẩn trong quá khứ muốn sử dụng ta có kết cục như thế nào không sứ giả bị đe dọa từ đó không bao giờ dám lại gần nếu quý tộc không hài lòng vì điều này không cần phải lo lắng gì cả ngay cả khi họ triển khai lực lượng quân sự cũng không đủ để làm pheo thỏa mãn những người mà họ tin tưởng có khả năng đối đầu với pheo e rằng chỉ có rồng cổ đại khi họ nói như vậy Pheo cũng nhớ về trận chiến 400 năm trước, biết rằng anh thực sự đã chiến đấu với rồng, họ vô cùng phấn khích, họ rất muốn chứng kiến cảnh tượng quái vật đối đầu với truyền thuyết. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Nam Chính tạm biệt nhóm Phiêu Lưu, anh lắng nghe ý kiến của họ, quyết định đăng ký cả hai hội. Rõ ràng, sau những lần đi săn, nguyên liệu còn lại chắc chắn sẽ rất có giá trị. Khi dẫn Pheo vào hội thương nhân, họ bị sốc đến mức không thể nói nên lời. Cô gái ở quầy lễ tân càng phục vụ anh với sự kính trọng. Trước hết, cô giới thiệu hội thương nhân là một tổ chức quốc tế, có tổng cộng 5 cấp độ thương nhân và hưởng các quyền lợi khác nhau. Sau khi nói rất nhiều, cuối cùng anh cũng nhận được thẻ hội viên cấp độ thấp nhất, nhận ra rằng nơi này mua các đồ vật có giá trị cao. Vì vậy, anh hẹn rằng sẽ mang hàng tới để giao dịch vào ngày mai, vì quái vật kích thước lớn như Pheo, không thể vào nhà nghỉ. Trong trường hợp đành phải, anh chỉ có thể cho nó nghỉ ở chuồng ngựa. Pheo cho rằng điều này không quan trọng, nghĩ đến việc chưa ăn trưa. Anh quyết định nấu bữa tối sớm, ngay lập tức, anh mua một khối thịt lợn lớn từ siêu thị trực tuyến, chế biến nó thành thịt lợn mỏng dày để cho Pheo ăn. Còn Nam Chính thì rất mong muốn ăn cơm, vì vậy, anh lại phải chi trả thêm. Mua một bao gạo lớn, một cái nồi đá và một cái bếp. Cơm cần một ít thời gian nên anh bắt đầu nấu thịt lợn trước, vì Pheo thích ăn mức độ tái. Thời gian chế biến bị giảm đi đáng kể, mỗi khi anh chế biến xong một lần, chỉ cần thêm các loại sốt với hương vị khác nhau, nó vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm sức và làm cho Pheo thấy vui mắt. Tiếp theo là hương vị của hành tây, và đây là hương vị của nấm chất phổ, cùng một loại thịt nhưng hương vị có thể biến đổi đến mức này thật tuyệt. Khi màn đêm buông xuống, cơm của Nam chính cuối cùng cũng chín, anh múc cơm vào tô, bày thịt lợn lên trên và cuối cùng là dưới sốt thịt bò lên ăn một miếng ngon đến nỗi muốn bay lên Pheo thấy anh ăn ngon quá đòi ăn thử một chút sáng hôm sau nam chính mang theo đồ mua từ siêu thị trực tuyến đến giao dịch nhân viên bàn lễ chỉ mở ra và nhìn một cái đã không biết nói gì vì những đồ vật này quá hiếm họ cần người đứng đầu hội đánh giá ông già kinh doanh nhiều năm chưa từng thấy hạt tiêu và muối chất lượng tốt đến vậy đó là những sản phẩm cao cấp có thể được dân hiến cho vương quốc chủ tịch liên quan muốn biết chúng đến từ nguồn nào mukosa chắc chắn không thể nói sự thật nhìn thấy anh ấy có vẻ khó khăn chủ tịch không hỏi thêm, khi đề cập đến số tiền giao dịch, ông ta trả 4 đồng vàng mua muối, còn hũ tiêu thì ông ta sẵn lòng trả 10 đồng vàng, trên thực tế, cả hai mặt hàng kết hợp lại chỉ trị giá khoảng 10 đồng đồng, việc kinh doanh mất lòng lương tâm khiến nam chính phân vân, nếu bán ra, anh ấy chắc chắn là một người buôn không lương tâm, nhưng ai ngờ ông già nghĩ anh ấy không hài lòng và tiếp tục tăng giá, cuối cùng bán với giá 17 đồng vàng, khi nghĩ đến việc thường xuyên làm như vậy ở cùng một nơi, nó không hợp lý, vì vậy, chỉ cần duy trì mức sống bình thường là đủ, vì thức ăn của phèo, anh tiếp tục đăng ký làm một nhà thám hiểm nam chính vẫn chưa biết tầm quan trọng của việc có một con chó mạnh nhân viên lễ tân nhìn ra không đáng chú ý và dục anh ấy nhanh chóng kết thúc quá trình này chỉ mất không đến 20 giây cuối cùng họ chỉ nói rằng anh ấy chỉ là một nhà thám hiểm cấp g anh chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp f sau một hồi cãi nhau nhân viên lễ tân mới không vui lòng giải thích nhà thám hiểm cấp g có hiệu lực trong một tháng điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian này anh ấy cần hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ nếu có chấn thương hoặc tử vong công hội sẽ không chịu trách nhiệm sau khi quét qua các thông báo ngoài việc săn lùng quái vật cấp thấp anh ấy chọn thu thập thảo dược quay lại chuồng ngựa anh tiếp tục nấu ăn cho pheo trong quá trình đó anh sử dụng khả năng định giá anh phát hiện ra một số chỉ số gần như đạt đến mức 10.000. đối với người bình thường việc có một chỉ số bốn chữ số là vô cùng hiếm hoi nhưng trong mắt anh pheo mãi mãi chỉ là một kẻ ăn không biết chán nam chính thực sự không biết nên nói gì cả người bán thú có vẻ ngoại hình kỳ cục trong thế giới khác lại có thể giết để ăn điều còn khó tin hơn là khi anh cho một con sói ăn một miếng thịt bò kuroj từ thế giới thực sức mạnh phi thường của nó đột nhiên tăng thêm 50%. cả đêm nó như đang trong tình trạng phấn khích không dứt quái vật chimera mà trước kia nó cảm thấy khó khăn bây giờ chỉ như một tên lính bé nhỏ chỉ cần sử dụng một kỹ năng e nó sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc khi nam chính tỉnh dậy bên cạnh anh là một đống xác chết trồng chất như núi cảnh tượng này kinh khủng hơn cả một giấc mơ ác mộng ngày hôm sau anh nhận nhiệm vụ đầu tiên và đã đến một cánh đồng để thu thập thảo dược tuy nhiên vì số lượng thịt trong túi không gian đã giảm vì vậy họ quyết định tách ra Phèo, người đang chuẩn bị đi săn Cảm giác rằng Nam Chính có thể gặp nguy hiểm, vì vậy, anh đã tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ cho Nam Chính. Đối với những người phiêu lưu thông thường, việc tìm kiếm thảo dược đòi hỏi khả năng quan sát, với kỹ năng nhận định, anh giống như đang sử dụng một bí quyết, thông qua việc quét khu vực, anh đã thu thập xong hết mọi thứ. Mục tiêu hiện tại đã hoàn thành vượt xa dự kiến, cảm thấy hơi nhàn rỗi, anh bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Anh mua nguyên liệu cho 20 phần mì ý từ siêu thị, vì tình hình tài chính không dư giả nên anh tiết kiệm mỗi khi có thể, mua toàn thịt thì chắc chắn sẽ tốn một khoản không nhỏ. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại xem pheo cảm thấy món gà xào kiểu nhật mà anh làm trước đó rất ngon nó muốn thử lại nhưng vì không có đủ miệng để ăn nó không thể đốt cháy xác của các con vật khác sau khi ăn xong nó sẽ dẫn nam chính đến thu dọn đây là lần đầu tiên nó thấy mì pheo nghĩ rằng đó là dễ cây chỉ khi nó ăn vào nó bước vào trạng thái ăn mạnh dù ăn mặc không được đẹp nhưng pheo vẫn bị dính nước sốt xung quanh miệng nhìn sự cười cợt của nam chính nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau bữa ăn khi đến hiện trường nam chính đã bị sốc dù không rõ lắm nhưng anh không biết mức độ và sức mạnh của các loài quái vật nhưng từ vẻ ngoại hình và tên gọi, chúng chắc chắn rất nguy hiểm. Hơn nữa, Mukoza không hiểu tại sao những con quái vật lai cũng nằm trong thực đơn. Cuối cùng, Pheo nói với anh rằng mọi người trong làng cũng ăn chúng, chỉ cần chúng ngon, thậm chí những quái vật hai chân cũng không được tha. Sau khi dọn dẹp xong xác chết, Pheo phàn nàn rằng anh di chuyển quá chậm, sau đó, nó bảo anh ngồi lên lưng mình và di chuyển với tốc độ như đi dạo về hội mạo hiểm giả. Nam chính không bao giờ nghĩ rằng, mặc dù say xe và say máy bay là điều thường gặp, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy say khi ngồi trên lưng chó. Nghe anh ta phàn nàn, pheo chỉ cười cợt nó nói nếu anh ta rơi ra khi nó đang chạy thì chỉ có thể trách anh yếu đuối nhưng khi nhận ra pheo không còn gì để nói nếu chủ nhân mất đi thì nó sẽ mất cơ hội thưởng thức những món ăn ngon do sự xuất sắc của nam chính quầy lễ tân không còn coi thường anh nữa và số tiền thưởng mà anh nhận được là 9 đồng bạc và 3 đồng đồng lúc này nam chính hỏi hội có mua lại quái vật lai like hay không anh cho biết đó là lô hàng mà con sói kia săn được nếu muốn mua lại quái vật lớn hãy đến cửa sổ bên kia cô ấy có vẻ ngại ngùng phải chăng cô ấy vừa biểu lộ sự ngại ngùng cậu muốn tôi mua gì vì số lượng quá nhiều anh ấy chỉ có thể dẫn nam chính tới kho tháo rời qua việc xác định tất cả quái vật có cấp độ từ a đến b hơn nữa thịt này rất cao cấp trên thị trường vì vậy hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề của sự ngon miệng cuối cùng khi giao dịch hoàn tất nam chính muốn lấy toàn bộ miếng thịt những nguyên liệu còn lại sẽ được anh ấy giúp bán để tháo rời toàn bộ sẽ mất một khoảng thời gian trước khi điều này xảy ra tạm thời sử dụng phần thịt của quái vật lai làm bữa tối sau khi chế biến miếng thịt heo chiên giòn vàng nằm trước mắt nhưng mỗi khi nhớ đến khuôn mặt đó anh cảm thấy khó mà ăn được Thật ngon, đây là thứ gì vậy? Thịt heo cao cấp sao? Rất ngon, thật sự không nên có thành kiến với thức ăn. Ngày hôm sau, phần thịt đã được xử lý gần như đầy kho, điều khiến Nam Chính càng ngạc nhiên hơn là, việc bán nguyên liệu đã mang lại cho anh 202 đồng vàng, nhận ra anh là người ngoại đạo, người đàn ông lão luyện giải thích về nguyên liệu, chẳng hạn cái đó của quái vật lai, nó có thể bổ cái ấy, và những quái vật cấp A trở lên, trong cơ thể chúng thường có đá phép, trong đó chứa đựng nhiều ma lực. Gần đây, nhiều người đã thảo luận về danh tính của con sói Fenria, nghi ngờ rằng nó chỉ là một con sói khổng lồ cấp A tất nhiên đối với nam chính đây là một tin tốt hiện tại tài chính và thực phẩm đã được chuẩn bị đầy đủ vì vậy tiếp theo anh sẽ tiếp tục hành trình đến một thị trấn khác vào buổi tối nam chính quyết định chuẩn bị một bữa tiệc lớn để tưởng thưởng cho những công trạng lớn bữa tiệc bắt đầu bằng món ăn nhẹ là gà rán món chính là thịt bò nhật bản cao cấp nhưng khi đặt vào đĩa con sói cảm thấy miếng thịt quá nhỏ không đủ để nhai sau khi nghe giải thích của nam chính nó mới miễn cưỡng thử nếm mềm quá thịt này mềm quá thật sự rất ngon ngon lắm phải không mảnh thịt này được lấy từ bò được nuôi dưỡng chỉ để có hương vị ngon nhất đấy cái gì trong thế giới của ngươi người ta nuôi bò chỉ để ăn thịt nó à pheo giới thiệu cho anh trong thế giới song song này không có ngành chăn nuôi chỉ cần săn bắn quái vật thực phẩm sẽ không còn là vấn đề sau đó pheo cảm thấy sảng khoái nói rằng cảm giác như tràn đầy sức mạnh dường như có thể đánh bại rồng cổ đại một cách dễ dàng một chút hoang mang nam chính tiến hành phân tích pheo kết quả cho thấy mọi chỉ số đều tăng 50%. sức mạnh từ miếng thịt bò này mà anh mua với giá hai đồng bạc ai ngờ nó lại mạnh đến vậy bây giờ Pheo cần đi săn để tiêu hao năng lượng. Trước khi ra đi, nó tạo ra một lớp vòng bảo vệ mạnh mẽ cho nam chính. Mức độ bảo vệ này ngay cả khi bị rồng thổi lửa cũng có thể phản lại sát thương. Với lớp bảo vệ này, nam chính cũng yên tâm trải chiếu và chăn trên mặt đất. Tiếp theo, anh mong rằng sau khi ngủ sẽ có một giấc mơ đẹp. Sức mạnh gia tăng đã làm tốc độ chạy của nó nhanh hơn rõ rệt. Chim đá vừa thấy anh đã kêu lên, nhưng chỉ một cái vút của Pheo đã giết chết nó ngay lập tức. Phát hiện ra một con hươu khổng lồ ở trên cao, nó quyết định sử dụng phép thuật sấm sét. Nó tiến vào giữa đám yêu quái hỗn loạn, sử dụng cơn lốc để phá hủy bãi đỗ xe tất cả kẻ thù bị hất lên trời và rơi tự do tiếp theo là thủ lĩnh yêu quái còn sót lại dù nó đã dùng hết sức đánh nhưng chỉ làm hỏng mặt đất pheo đã lén lút xuất hiện phía sau và chỉ một phút đã kết liễu mọi chuyện khi tất cả đã được giải quyết một chimera cấp a xuất hiện trước mặt đang thể hiện sức mạnh với ta à đừng nghĩ đến chuyện đó khi nam chính thức dậy bên cạnh anh là đống xác của các quái vật mạnh trong vòng 10 km pheo cho biết đêm qua nó đã quá phấn khích nên giết quá nhiều ngoài ra nếu là bình thường đối mặt với chimera có thể gặp một chút khó khăn nhưng đêm qua chỉ cần một kỹ năng bình thường đã giết chết nó sau khi nghe phèo nói vậy nam chính quyết định sẽ niêm phong thịt bò đen mãi mãi sau bữa sáng nam chính biết từ Pheo rằng khi đi săn ngoài phép thuật nó cũng sử dụng móng và răng và điều nó giỏi nhất là phép gió được bảo hộ bởi ninh linh và sau đó nam chính trở nên phấn khích tỏ ra muốn học nhưng phèo chỉ nói rằng khi muốn sử dụng chỉ cần tưởng tượng trong lòng chỉ bằng câu nói này nam chính hoàn toàn không thể hiểu anh chỉ có thể tưởng tượng một quả cầu lửa trong đầu chính là cái này quả cầu lửa nếu đặt vào thực tế chắc chắn sẽ bị coi là bệnh nhân mắc chứng tự kỷ tuổi tin. Pheo giải thích rằng phải để ma lực lưu thông trong cơ thể. Để hiểu rõ hơn, nó cho phép nam chính chạm và cảm nhận. Sau một thời gian nghiên cứu, anh cuối cùng cũng có thể sử dụng thuật cầu lửa cơ bản. Tuy nhiên, đường bay không ổn định, gây ra tổn thương nhẹ như chảy xước, tối đa chỉ có thể gây cháy nhỏ cho kẻ địch. Pheo đề nghị thực chiến, như vậy sẽ tăng cảm giác khủng hoảng, làm cho kỹ năng phép thuật nhanh chóng phát triển và tăng kinh nghiệm chiến đấu. Nam chính luôn tìm cách tránh né vì sợ bị thương. Chủ nhân của mình lại là kẻ yếu đuối làm cho nó cảm thấy rất tức giận. Ngay sau đó, nó ép buộc nam chính đến vùng lân cận của bộ lạc Goblin. Xét đến sức mạnh của nam chính thực sự yếu ớt, nên nó chọn quái vật yếu nhất để làm đối tượng tập luyện. Không gì phù hợp hơn, lập tức, Pheo không cho cho Muko ra cơ hội chuẩn bị hay do dự. Phát ra tiếng giống gọi tất cả sự thù địch đến với mình. Nam chính trong tình huống khẩn cấp nhanh chóng ném ra hai viên cầu lửa, đều trúng mục tiêu. Chính lúc anh ta tự tin sẵn sàng chiến đấu, anh lại bị vấp ngã bởi một viên đá. Khoảng cách giữa anh và Goblin giảm đi nhanh chóng. May mắn thay, có Pheo bảo vệ nếu không anh ta đã bị đâm chết khi mà sự an toàn của mình được đảm bảo anh ấy đã công kích điên đảo thuật cầu lửa goblin chưa từng thấy ai yếu đến như vậy vô tình dùng hết ma lực anh ta ngất đi khi tỉnh lại fel đã giải quyết xong mọi thứ nó tự mãn nói rằng nhờ có nó nam chính mới hoàn toàn nắm bắt được thuật phép lửa và đã giết chết goblin king bề ngoài nói đó là món quà chúc mừng cho Mucosa. nhưng thực tế nó muốn nam chính mang viên pha lê ma thuật trong cơ thể đi đổi lấy tiền vậy thì anh có thể mua thêm vài miếng bò Kurosh wagyu để thưởng cho bản thân mukosa không muốn lại phải thấy đống xác trồng chất dù sao cũng không thể chuẩn bị bữa tiệc lớn trong thời gian ngắn nghe thấy anh quả quyết như vậy pheo buộc lòng phải từ bỏ ý định tổ chức tiệc tùng nhưng khi nam chính định bắt tay vào nấu ăn anh cảm thấy rất mệt mỏi do ảnh hưởng của việc hết ma lực hôm nay anh quyết định nghỉ ngơi sau đó anh mua nhiều loại bánh mì ở siêu thị làm bữa tối cảm thấy tốt hơn khi ăn đồ ngọt lần đầu tiên thử đồ ngọt pheo thấy khá ngon rất nhanh nó lại đòi thêm món nam chính nhắc nhở rằng ăn quá nhiều sẽ gây tiểu đường và sâu răng nhưng nó khẳng định rằng nó được bảo vệ bởi nữ thần của gió không lo lắng về bệnh tật hay nhiễm độc thậm chí là mọi trạng thái bất thường đều không ảnh hưởng vậy mới thực sự là chít thực sự sau khi nói xong pheo khoe rằng việc được bảo hộ bởi một nữ thần là điều rất hiếm mukosa cảm thấy tụt hậu khi bị pheo khoe khoang làm sao mà anh một nam chính lại không có sự bảo hộ cơ bản nhất chúa ơi phật ơi ai cũng được xin hãy che chở cho tôi ngày hôm sau khi đến một thành phố mới không tránh khỏi gây ra xáo lộn những binh sĩ không dành đời nhầm tưởng pheo là một con sói khổng lồ nhưng với mukosa đó lại là một tin tốt ít nhất mọi người sẽ ít sợ hãi hơn Pheo không hài lòng và phàn nàn trong suy nghĩ của mình, đó là khả năng giao tiếp không cần lời sau khi họ kết nạp. Sau khi đến nơi, Mukoza tìm một nhà trọ để an trú cho Pheo. Là một thương gia du lịch, anh đang rất cần một bản đồ thế giới. Anh tìm hiểu từ một chủ tiệm sách. Mọi cuốn sách làm từ giấy đều có giá đắt và những tiệm sách thông thường không bán bản đồ, vì đó là thông tin quốc gia. Mukoza không còn cách nào khác ngoài việc đến thư viện. Sau một buổi chiều bận rộn, anh không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì. Trở về nhà trọ, anh lại phải nghe Pheo than phiền. Trong tình huống không được mời gọi, anh đã nhanh chóng đưa một đống thực phẩm chiên đến trước miệng của nó khi bóng tối buông xuống bát cơm của nam chính cuối cùng cũng đã nấu xong anh chọn một miếng sườn heo chấm nó vào một loại sốt bí ẩn sau đó sử dụng hơi nóng từ cơm để giữ cho sườn heo không quá lạnh nhìn thấy muko ra tham ăn như một con sói đói một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của pheo vậy là ngay sau bữa ăn nó đã bắt đầu vào giai đoạn ăn đêm ngày hôm sau anh đến quán rượu để hỏi thông tin từ những mạo hiểm giả có kinh nghiệm trong lời kể của ba người vương quốc Dích, kể từ khi vị vua hiện tại lên ngôi đã dối bời Vương quốc này chỉ muốn mở rộng lãnh thổ, gây ra nhiều chiến tranh. Hiện tại, những quốc gia ổn định nhất là Elmen và Leonhart, nơi có nhiều mê cung mà những mạo hiểm giả mong muốn khám phá. Khi biết Nam chính đang lo lắng vì không tìm được bản đồ, ba người này liên tục nhìn nhau, rồi cẩn thận nói rằng họ có một bản đồ trong tay, được để lại từ những tiền bối đã nghỉ hưu. Bây giờ, họ đồng ý bán nó với giá một đồng vàng. Qua một số đàm phán, Mukosa, một người không biết gì, cuối cùng đã đồng ý giao dịch này. Khi Nam chính cảm thấy may mắn, những mạo hiểm giả khác không kìm được tiếng cười. Hóa ra bản đồ trong tay anh có thể mua ở hội mạo hiểm giả và giá chỉ là một đồng bạc mà thôi lúc này nam chính nhận ra mình đã trở thành người chịu thiệt bị lừa rồi cậu đang nói gì vậy lỗi là do người bị lừa sao đúng mọi người nói đúng sau đó anh vẫn không thể quên chuyện này mặc dù anh có hàng trăm đồng vàng trên người nhưng mỗi khi gặp chuyện không vừa lòng tâm trạng luôn trở nên tồi tệ tiếp theo họ sẽ tiến về phía đông nơi an ninh hơn mỗi khi nhắc đến bên bờ biển pheo lại nghĩ đến rằng con rắn biển và kraken đều rất ngon có lẽ lần sau nó sẽ thử một hương vị khác một bữa tiệc hải sản lớn để nhanh chóng qua rừng pheo chạy nhanh như gió nam chính dù không bị thương cũng giật mình sợ hãi đến bờ biển trong tích tắc chỉ để thưởng thức món hải sản của anh và cách câu cá của nó rất hiện đại phóng điện vào mặt nước làm cho tất cả cá trong phạm vi một km bị điện giật sau đó chỉ cần như lựa chọn rau chọn cá muốn dùng cảm giác chất kích thích trên lưỡi từ cá độc hồ cực kỳ tốt nhưng nam chính không có sự bảo hộ giống như nó ăn thứ này giống như đang tự tìm chết trong nhà vệ sinh cuối cùng chỉ chọn cá hồi chấm làm bữa tối Đầu tiên là chuẩn bị các nguyên liệu phụ và gia vị, loại bỏ nội tạng và làm sạch cá hồi chấm màu tím, sâu lên cành cây, bôi muối lên mặt và nướng chín bên lửa. Cá hồi chấm to thì làm bằng cách nướng giấy nhôm và chiên với kem pháp. Pheo không biết cách ăn và suýt nuốt trọn. Lúc đó Nam chính phải giúp đỡ nó mở ra. Tôi sẽ bắt đầu từ cá nướng muối, rất ngon, rất thơm, hương vị tươi ngon của cá nổ tung trong miệng. Nhưng chỉ ăn cá thôi thì cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Vì vậy, Nam chính lấy ra bia tươi và dùng cá làm món nhắm. Với sự giúp đỡ của gia vị công nghệ, Pheo cảm thấy món cá này còn chưa đủ ấn tượng. Chính lúc Nam Chính chuẩn bị dọn dẹp đồ nấu ăn, chân anh vô tình đá phải một sinh vật dễ thương, khiến anh giật mình. Tuy nghĩ rằng nó chỉ là một con quái vật yếu nhất và không đe dọa gì, Nam Chính dần dần giảm sự cảnh giác và dùng tay vuốt ve, cảm giác mềm mại, mắt lạnh và đầy đàn hồi đến mức bất ngờ, rất làm dịu lòng. Thậm chí nó còn dơ đốt tay lên, trở nên cực kỳ đáng yêu. Kiểm tra thuộc tính, quả nhiên chỉ có sức chiến đấu một, đó là con sờ lam nhỏ. Nghĩ tới việc nó có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, Nam Chính cảm thấy muốn bảo vệ nó vua dễ thương đói bụng bắt đầu thu thập và tiêu hóa rác là sinh vật ăn tạp vì vậy nó có thể tiêu thụ hầu hết mọi thứ thấy cái chảo sắp bị nó ăn chừng nam chính vội vàng cứu vãn và vì không thể ăn được vua dễ thương bắt đầu nhắm tới đồ ăn sau khi được dạy dỗ vua dễ thương cũng đã hiểu rõ về việc phân loại đồ vật được khen ngợi từ nam chính nó nhảy nô đùa với sự hứng thú chạy lại và nhảy vào lòng anh với sự ngây thơ vì vua dễ thương muốn trở thành hầu của nam chính nhưng anh ta không hiểu tiếng nó nói một cách mơ hồ họ đã kết một giao ước từ đó nhóm của họ có thêm một thứ vừa dễ thương vừa là thùng rác đa năng theo truyền thống giờ họ cần đặt tên cho nó nó là một con sơ lam vậy thì xui từ giờ trở đi ngươi tên là xui ngày hôm sau nam chính luyện phép đất dưới gốc cây lớn nhưng những gì anh ta ném ra bằng tay đều mạnh hơn sức mạnh này 10 lần Pheo nhận xét rằng khả năng tự nhiên của anh quá kém vì vậy anh ta cần phải tham gia vào chiến đấu thực sự để phát triển nhanh chóng nhớ lại những lúc bị goblin truy đuổi và tấn công nam chính quyết định không bao giờ đi nữa ông chủ như vậy mà lại sợ hãi Phel cảm thấy thật bất lực dù có pheo phòng vệ nhưng vẫn cảm thấy không đủ, sợ rằng sau 50 năm nữa, anh ta cũng không chắc có thể tăng lên 20 cấp, so sánh với nam chính. Vua dễ thương phát triển nhanh chóng, nam chính đoán rằng, có lẽ là do nó hấp thụ các mảnh vỡ từ thế giới thực tế. Chỉ trong 3 ngày, nó đã tăng 7 cấp. Tiếp tục vào giai đoạn bữa tối, anh ta chuẩn bị món miso và cơm thịt người bán thú. Về chi tiết chế biến, pheo làm việc chăm chỉ mà không quan tâm nghe, mỗi khi ăn no, nó chỉ nằm đó và không làm gì cả, không giống như vua dễ thương lúc nào cũng ngoan ngoãn, chỉ cần truyền đạt kiến thức về việc dọn dẹp nó sẽ tự nguyện dọn dẹp khi có sự so sánh rõ ràng nam chính càng đánh giá cao vua dễ thương hơn hy vọng nó sẽ phát triển nhanh chóng và vượt qua con sói đó sau bữa ăn anh ta lấy bánh dorazaki và trà xanh theo thói quen ăn uống của nam chính pheo dần trở thành một động vật ăn tạp ngay cả khi không có thịt nó vẫn ăn rất vui vẻ và đòi hỏi nam chính phải mang thêm nhiều loại bánh khác nhau lần sau nhé lần sau à đây là lần đầu tiên xui ăn đồ ngọt phải không cảm giác thế nào có vẻ như nó thích thật đấy sáng sớm pheo thức dậy và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tiếp nhận lời tiên tri từ nữ thần của gió, sau đó, anh gọi thức nam chính, cho biết nữ thần Linh Lin muốn ban phước lành cho anh. Nghe thấy điều này, anh vô cùng phấn khích, tưởng mình đang mơ, nhưng nữ thần cũng đặt ra một điều kiện cần thiết, mỗi tuần phải cúng dường bàn thờ đúng giờ. Với đồ ngọt từ thế giới thực tế, vì một số lý do, nữ thần không thể ban cho anh sức mạnh mạnh nhất, vì vậy, anh chỉ có thể nhận được sức mạnh yếu nhất. Nam chính không kén chọn, chỉ cần có một chút tăng thuộc tính là được, nhưng điều quan trọng cần phải nhắc nhở lần nữa, đừng bao giờ quên cúng dường. Nam chính thực sự không biết phải nói gì nữa trong thời đại này nữ thần cũng thích ăn uống sao nhưng vì sự trợ giúp chỉ cần đem ra một số đồ ngọt là được điều đó cũng không phải là vấn đề lớn chuẩn bị bữa ăn theo yêu cầu của nữ thần cô ra sử dụng hộp giấy làm bàn thờ anh còn đính kèm cà phê sữa để tránh tình trạng ngại. dù bàn thờ có đơn giản đi chăng nữa chỉ cần cầu nguyện thành tâm sẽ có thể gửi lễ vật đến thế giới của các vị thần ngay khi đồ ăn được gửi đi bổ trợ ngay lập tức được kích hoạt ở bên kia cô gái ngóng trong chiếc bánh mì mà mắt long lanh đồ mềm mịn này là gì vậy thật mềm mại đây chính là hạnh phúc mà con người nói đến sao thật ngon nhân đen bên trong ngọt ngào vừa phải không chê vào đâu được thật là thiên tài bánh mì đậu đỏ này chính là tác phẩm của thiên tài một nữ thần mà lại tỏ ra như chưa từng biết đến thế giới mà thể hiện một cách hết sức rõ ràng nhưng những khoảnh khắc vui vẻ luôn qua đi nhanh chóng ba chiếc bánh mì chỉ đủ no trong khoảng 10 phút đúng cô ấy hối hận vì đã không nhờ nam chính mang vài trăm chiếc bánh đến nhận được bảo vệ của thần thánh sức mạnh của nam chính đã có sự tăng trưởng rõ rệt những viên đá anh bắn ra giờ đã tạo ra một lỗ nhỏ trên thân cây tuy nhiên đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối Vua dễ thương đã lên đến cấp độ 13, nam chính bắt đầu ghen tị với khả năng trở nên mạnh mẽ của nó chỉ bằng việc ăn uống. Sau 2 giờ rưỡi tập luyện, năng lượng ma thuật của anh bị tiêu hao nghiêm trọng. Vì Fel đã ra ngoài nên anh có thể lén lút thưởng thức sô cô la. Tuy nhiên, sau một thời gian, khi nó trở lại, vẫn cảm nhận được mùi vị. Nó cho biết nếu không có sô cô la, hôm nay nó sẽ không làm việc. Đối diện với một kẻ mắc chứng ăn không biết đói, ra thực sự bó tay. Cuối cùng, anh phải đau lòng mua thêm vài chục viên. Đột nhiên, tiếng của nữ thần vang lên bên tai, bởi vì sự kiện sắp tới rất quan trọng nên cô muốn nam chính lắng nghe cẩn thận ngay bây giờ hãy cung dường sô cô la và cầu nguyện và cũng đừng quên mang theo cái bánh đồng trong khoảnh khắc nam chính nghĩ rằng anh đã nhận được một tin nhắn lừa đảo hơn nữa chưa đến một tuần mà cô ấy đã đặt món ăn rõ ràng là vi phạm hợp đồng khi bị đẩy vào chân tường nữ thần bắt đầu không còn lý lẽ không may cô ấy lỡ lời và để lộ ý định thực sự của mình nam chính cảm thấy bất lực và không muốn tranh cãi nhiều với cô ấy anh quyết định gửi đồ ăn đến cho cô ấy để giải quyết vấn đề sau khi làm hài lòng nữ thần soi kéo anh đến một mê cung khác giải thích rằng mê cung này mới hình thành trong môi trường giàu ma lực thì dễ xuất hiện mục đích dẫn anh đến đây hiển nhiên mà nó đã kiểm tra trước không có quái vật đáng sợ nên anh đừng lo để phép thuật đất mạnh hơn phải chiến đấu thực sự nam chính không tin chút nào dù cô trốn tránh cũng bị sói chỉ trích thậm tệ dù sao nó làm vậy cũng vì anh ít nhất khi lạc mất nhóm cũng có khả năng tự vệ anh nhận ra mình đã kẹt quyết định tin vào sức mạnh của chít tiếp tục đặt một bữa tiệc hào hạng từ siêu thị trực tuyến nam chính không còn giữ bí mật thẳng thừng nói chỉ cần ăn thực phẩm từ thế giới thực là có thể nhận buff tăng cường. Vì thế lúc trước, cảm giác như dễ dàng đánh bại rồng không phải là ảo giác. Bây giờ chỉ cần ăn một ít từ mỗi món đã đủ, như thế có thể tận dụng nhiều hiệu ứng hơn. Phần còn lại của thực phẩm và rác sẽ được hai con vật của anh xử lý. Theo quan sát gần đây, nuốt thứ ngoài thực phẩm sẽ tăng kinh nghiệm. Nếu nam chính làm được như thế, chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở cấp 3. Nonne, sức mạnh tăng thêm 20%, du của dường như mạnh hơn, nhưng vẫn là gà mờ. Giờ thì không sợ mê cung nữa nhỉ cái gì tôi vẫn sợ chết khát mà rút thanh kiếm to tổ trảng đang bám bụi trong kho trước khi xuất phát anh đã cẩn thận nhờ Fenrir pheo tạo một lớp hộ thuẫn dưới sự cổ vũ không ngừng của nó nam chính lùi chân đi tới có 10 mét quái vật trực chờ ở cổng là một con slam không có tí sát thương nào nhưng vì nó cùng loại với bé vua dễ thương anh có chút lưỡng lự nhưng vua dễ thương thì không chút do dự một lượng nước tuôn ra slam tan chảy tức thì với khả năng sử dụng axit đậm đặc pheo đoán nó là một cá thể đặc biệt và có lẽ sẽ tiếp tục tiến hóa tiếp đó xuất hiện thêm hai mục tiêu nam chính bắn một viên đá giết chúng ngay tức thì cũng chính vì thế anh ta cảm thấy tự tin hơn một chút anh nhận ra những mảnh vỡ đang dần biến mất pheo giải thích rằng mê cung giống như dạ dày của một sinh vật mỗi sinh vật chết đi đều sẽ bị hấp thụ trở thành dinh dưỡng của mê cung đi xuống tầng 2, xuất hiện con thỏ gai trông có vẻ nguy hiểm anh ta đã sợ đến nỗi không nghe thấy gì cả trong tình trạng khẩn cấp anh ta lại sử dụng phép lửa cái cách này khiến mentor pheo cảm thấy lo lắng dọc đường nó giải thích những thắc mắc của nam chính những quái vật sinh ra từ mê cung khác với thế giới bên ngoài bất kỳ ai bước vào đều sẽ trở thành kẻ thù khi tiến vào sâu hơn pheo cảnh báo sẽ có những con chó đầu người nam chính không rõ nhưng rồi nhanh chóng nhận ra với tốc độ của anh chắc chắn không thoát nổi đâu phép đá bắn chỉ cần nhắm mắt cũng giết được rõ ràng anh đang dùng chít đấy mà nhưng mặc dù anh đã sử dụng phép liên tiếp trong mắt pheo anh vẫn chưa đạt chuẩn theo thông thường phép đá bắn là loại tấn công rộng nhưng với một cú bắn giết chết hai chó đầu người anh cảm thấy mình giỏi lắm rồi sắp đến tầng cuối cùng pheo nói rằng trước giờ chỉ thấy 10 chó đầu người mà thôi nhưng khi anh nhìn ra, mới phát hiện ra mình đã bị lừa, ít nhất cũng có hơn 100 con trước mắt, ngay cả một người mạo hiểm giả hạng B cũng có thể bị đánh chết bởi đám này, dù trong mắt pheo chỉ thêm vài chục con kiến mà thôi, nhưng Nam Chính có trái tim nhỏ bé đến thảm hại, ngay cả với một lớp bảo vệ hoàn hảo, anh vẫn cảm thấy không an tâm, so với vua dễ thương, anh lại yếu đuối hơn rất nhiều, ngay sau đó, pheo đẩy anh vào tình thế khó xử, cắt đứt mọi lối thoát, chúng nhận ra con người này và lao tới, kết quả là mấy cái răng bị hỏng mất vài cái, vua dễ thương chọn thời điểm, phun nước bọt vào từng con chó đầu người trong tích tắc tất cả trở thành những hiệp sĩ không đầu dưới sự thúc đẩy không ngừng của pheo cuối cùng anh cũng tấn công với bảng chít có tỷ lệ trúng đích một trăm tốt hơn nhiều so với súng phép đá bắn bắn tiếp bắn tiếp bắn tiếp bắn tiếp bắn tiếp bắn tiếp sau khi giết hầu hết nam chính thở phào nhẹ nhõm nhưng không ngờ từ trong đám một quái vật đẳng cấp cầm một diều khổng lồ xuất hiện pheo từ đầu đã đoán ra đằng sau đám chó đầu người thường có một vị vua nam chính biết rằng việc than phiền cũng vô ích khi anh cố gắng tỏ ra ngầu thì lại bị con boss làm cho sợ hãi ngay sau đó anh chỉ có thể chạy loạn xạ và tấn công nhưng sức phòng thủ của quái vật boss cao hơn nhiều dù tấn công bao nhiêu cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi pheo bắt đầu bịa ra lời nói dối để kích thích tiềm năng của anh chỉ ra rằng lớp bảo vệ sẽ không chịu nổi khi nam chính nhận ra mình đang gặp nguy hiểm anh quyết tâm chiến đấu đến cùng phép đá bắn là một quái vật boss không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy nam chính hoảng sợ dù sử dụng đạn pháo chỉ gây ra một ít chấn động và thương tích ngoài ra ở thời khắc quan trọng lượng phép thuật cạn kiệt anh trở thành con cừu đợi chặt khoảnh khắc sau lớp bảo vệ không hề biến đổi pheo tự tin nói với mức này không thể phá vỡ nhưng móng vuốt đã chọc vào một chút cảm giác giờ đây không còn an toàn nữa lúc này vua dễ thương nhảy ra một phát thức thần nước rồng tắm đầu cho quái vật boss chưa đầy 10 giây nó biến thành một dòng máu sau khi hấp thụ linh hồn cơ thể của vua dễ thương bắt đầu phát sáng nam chính chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngất đi vì mất hết ma lực sau cuộc chiến này vua dễ thương từ một kẻ non trẻ trở thành một lam thực sự điểm khác biệt là nó có trí tuệ và có thể giao tiếp với nam chính sau khi hấp thụ quái vật, em đã có thể nói chuyện, chủ nhân, chủ nhân, em đang nói về anh à? Đúng vậy, anh chính là chủ nhân của xui, ngày càng dễ thương hơn à, vậy mà em đã biết nói rồi. Thế à, em đã học cách nói rồi, với giọng nói ngốc nghếch đó. Nếu sau này không biến thành hình người thì thật là phí. Tiếp theo, Nam Chính so sánh bảng thuộc tính trước và sau, kinh nghiệm mà quái vật boss mang lại đã khiến vua dễ thương phát triển, mặc dù cùng là cấp 7, nhưng sức mạnh của nó đã vượt qua Nam Chính, khiến anh cảm thấy tự ti cho đến khi pheo trở lại, miệng nó đầy máu tươi bởi vì nam chính vẫn chưa tỉnh lại nó đã đi ăn một bữa nhanh tiếp theo nó tiếp tục đòi nam chính nấu ăn với giọng điệu đòi nợ nhấn mạnh rằng nhờ sự giúp đỡ của nó nam chính mới học được phép đất một vài miếng thịt bò làm món khai vị cũng không quá nhưng nam chính chắc chắn sẽ không đồng ý để bồi dưỡng cơ thể mệt mỏi anh chỉ nấu cơm trứng ngọc thạch dù ít thịt nhưng vẫn rất ngon sau bữa ăn anh biết từ vua dễ thương rằng nó thích gọi pheo là chú nam chính cười vị vua cao ngạo cũng có lúc trở thành người lớn khi bị nam chính trêu chọc pheo cảm thấy ngượng và rồi nó bắt đầu tranh cãi với vua dễ thương, chỉ mới sinh ra 14 ngày, từ nay về sau, nó không cho phép gọi nó như thế nữa. Sau vài lời quát mắng, xui tỏ vẻ thất vọng và chạy đến ôm chặt lấy nam chính trị. và bạn biết không, cậu bé đã khóc nức nở đấy, thật không thể chịu nổi, chỉ vì một cái tên mà lại la hét như thế sao? Bác Pheo thật là hẹp hòi một cách kỳ lạ. Pheo ngượng ngùng phản bác, tôi đâu có hẹp hòi đâu, nhưng tôi chỉ cho phép xui gọi tôi như vậy thôi. Xui nói, vậy thì tôi có thể gọi bác là bác FL đúng không? Thật sự sao? Bác Pheo, cảm ơn nha. Thật ra, xui của nhà mình thật sự rất đáng yêu đấy pheo giải thích rằng khu rừng này có lãnh thổ của con chó hai đầu và con griffin con người thường tránh xa những khu vực này nhưng nếu tiến thẳng có thể tiết kiệm được nhiều thời gian tuy nhiên từ đầu đến cuối nam chính chỉ biết giật mình và kinh ngạc khi biết có hai loại quái vật cấp cao anh ta liền kêu lên rằng đi đường vòng cũng được hoàn toàn không tin vào sức mạnh và địa vị của pheo pheo một lần nữa nhấn mạnh rằng những quái vật đó thích sống thành bầy nếu gặp chắc chắn sẽ là một đám lớn hơn nữa họ đã bước vào lãnh thổ của con chó hai đầu muốn rời khỏi giờ đã quá muộn trong lúc nam chính chán nản và tức giận từ phía gần đó có tiếng động lạ như dự đoán họ đã bị con chó hai đầu nhắm vào nhưng trong mắt pheo đây chỉ là xui xẻo của chúng mà thôi khi bị vây quanh nam chính hoảng sợ mồ hôi đổ như mưa cảm giác rằng mức độ đe dọa này mạnh hơn nhiều so với những con chó đầu người bây giờ con chó đầu lớn đang la mắng pheo nhưng mà vì chúng tỏ ra quá tự tin pheo quyết định không để lại mặt mũi cho chúng bảo nam chính trốn sang một bên và chuẩn bị xử lý những kẻ đang thách thức chỉ thấy hai bên sắp đặt tư duy chiến đấu con chó hai đầu lao tới Pheo chỉ nhẹ nhàng dương chân trước ra, sau đó thực hiện một đòn cắt mạnh mẽ, con chó hai đầu thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị chặt thành từng mảnh. Chứng kiến cảnh này, những con chó hai đầu khác nhanh chóng nhận ra không nên đụng vào Pheo. Từ đó, lãnh thổ này nằm trong tay Pheo, không còn ai dám quấy rối khi Pheo được khen ngợi vì đòn đánh đó. Nó tự hào hết mức, nó giới thiệu rằng đòn đánh này được tạo ra 600 năm trước, khi trời bắt đầu tối dần. Nam chính càng thêm lo lắng, bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng khiến anh ta hốt hoảng. Anh vẫn lo rằng đám chó hai đầu sẽ trở lại trả thù, nhưng so với những chuyện không đáng kể đó, Pheo chỉ quan tâm bữa tối khi nào xong. Lúc này, nam chính không thể chịu nổi nữa và chút giận lên Pheo. Luôn gặp phải những chuyện kinh khủng. Ở trên lãnh thổ của người khác mà không mau sử dụng lực lượng bảo vệ mình. Chủ nhân ơi, bác Pheo nói bụng đang đói chết đi được. Vậy hả? Vậy thì chúng ta ăn cơm thôi. Cậu có thấy cách cư xử của cậu với tôi và Pheo có chút khác biệt không? Quả nhiên, vị trí của người vợ chính thức không thể so sánh với con gái mình. Sau 3 tuần di chuyển, thức ăn giảm đi rất nhiều. Thịt chim và thịt lợn gần như sắp hết. Nam chính muốn biết mất bao lâu mới đi hết khu rừng này nhưng pheo chỉ lạnh lùng nói rằng còn một nửa đường nữa lúc này nam chính bắt đầu hoài nghi cuộc sống của mình phải sống trong môi trường đầy nguy hiểm này một tháng rưỡi nữa không chỉ di chuyển mỗi ngày phải cực kỳ cẩn trọng mà ban đêm cũng không thể ngủ yên vấn đề hiện tại là anh ta phải chế biến thịt rắn đen mặc dù người bán thịt đã nói đó là thức ăn cao cấp nhưng nghĩ tới đó là thịt rắn trong lòng không khỏi cảm thấy không thoải mái rút ra kinh nghiệm từ việc nấu thịt người heo trước đó tất cả thực phẩm cuối cùng không nên chỉ dựa vào vẻ bề ngoài tiếp theo anh ta cắt thịt thành từng miếng vừa ăn cho vào túi thêm gia vị và ướp thịt mọi thứ đã chuẩn bị xong một món rắn xào sáng bóng được đem ra khỏi nồi ngay từ lần đầu cắn nó thực sự thơm ngon không thể cưỡng lại pheo nhận ra chủ nhân đang ăn một mình hai kẻ tham ăn ngay lập tức lao đến họ đã ăn sạch món vừa nấu sau bữa ăn nam chính mệt mỏi không thể di chuyển khi đến lượt anh chỉ còn lại đồ ăn còn sót lại ngày hôm sau trong quá trình di chuyển họ gặp một thứ tỏa sáng pheo giải thích đó là một loại thuốc hiếm có tên là nấm chữa bệnh mặc dù đã sống hàng nghìn năm đây cũng là lần đầu tiên pheo thấy như tên gọi nấm này có thể chữa lành vết thương giúp sinh vật hồi máu và thậm chí cứu người từ trạng thái gần chết gặp phải những báu vật quý giá như thế họ tự nhiên muốn thu thập nhiều hơn không chỉ tự giữ lại mà còn có thể bán đi nhưng xui không thể cưỡng lại sự quyến rũ và bắt đầu ăn tham xui có chuyện gì không em ổn chứ em cũng không rõ nó không phát sáng nữa thật sự không sao chứ có chỗ nào đau không không có gì cả xui vẫn rất tỉnh táo nhưng nam chính vẫn không yên tâm và muốn kiểm tra nó và bất ngờ phát hiện xui đã có thêm một kỹ năng tạo ra thuốc hồi phục pheo không rõ về điều này trước đây nó từng thấy có sơ lam nào nuốt trưởng lượng lớn kim loại và sau đó tiến hóa thành sơ lam kim loại vì vậy có khả năng xui cũng theo cùng một nguyên tắc điều quan trọng nhất là nó không cần nguyên liệu để sản xuất thuốc tạo ra thuốc hoàn hảo nhanh chóng và tiện lợi bây giờ xui trở thành một kho báu vô giá sau đó theo yêu cầu của nam chính nó bắt đầu tạo ra thuốc trong cơ thể xong rồi chủ nhân ơi em đã làm xong rồi đấy dùng chai đựng chất tiết ra từ phèo ngoại trừ chất lỏng màu xanh ngửi nhẹ thì không có mùi có lẽ có thể uống như nước sau khi kiểm tra chất lỏng xui tạo ra chính là thuốc cấp cao Ngoài ra, còn có thuốc cấp trung và thấp, muốn thấy hiệu quả chữa trị, sau này phải tìm con mồi xui xẻo để thử nghiệm. Lần đầu tiên trong đời thấy thuốc hồi phục được tạo ra bằng kỹ năng, kèm theo trí thông minh cao, bây giờ Pheo chắc chắn rằng xui là một cá thể đặc biệt, từ nay vị trí của nó không chỉ là thú chiến đấu trong đội, trong tình huống khẩn cấp, còn có thể dựa vào thuốc của nó. Vào ngày thứ ba sau khi vào lãnh địa của Griffin, một con có trí tuệ cao, biết nói tiếng người tự tìm đến, với mong muốn trở thành lãnh đạo. Nó hy vọng có thể đấu với Pheo để chứng minh sức mạnh. Pheo đồng ý với yêu cầu của nó nhưng sẽ không nương tay vậy nên hãy sẵn lòng chấp nhận cái chết cuộc chiến mới bắt đầu griffin đã tận dụng lợi thế từ không trung tấn công từ trên cao tạo ra bụi mù che mắt đối thủ dù tăng tốc độ tấn công bằng cách lao từ trên xuống nó vẫn bị tránh né một cách dễ dàng sau vài đợt tấn công pheo không muốn kéo dài trận đấu nữa ngay sau đó nó sử dụng kỹ năng lốc xoáy tạo ra một trận bão lớn cuốn griffin vào giữa những xoáy gió xoáy với tốc độ cao như lưỡi dao cắt qua da thịt của nó chỉ khi chủ nhân hô to dừng lại griffin mới thoát khỏi cái chết tôi chưa chết ngài pheo đã chiến đấu một cách nghiêm túc vì tôi cảm ơn ngài khi thấy nó bị thương nặng đây chính là lúc thử nghiệm hiệu quả của thuốc những vết thương mà thuốc tiếp xúc đã nhanh chóng lành lại ngay trước mắt mặc dù nó đã sống sót nhưng nó cảm thấy mình thua quá thảm hại và không còn mặt mũi nào để trở về với bầy đàn của mình nam chính đã nhanh chóng kiểm tra cơ thể pheo một lượt anh nói với nó rằng không có gì xấu hổ dù chỉ bị vài vết xước ngoại ra nhưng chỉ với những vết xước trên pheo đó nó đã có đủ câu chuyện khoe suốt đời và sau cuộc chiến này những con griffin khác đều công nhận nó làm lãnh đạo để cảm ơn anh đã cứu mạng nó, nó đã tặng anh một lông vũ. Lần sau khi anh đi qua một mình, nó đảm bảo rằng Griffin sẽ không đụng vào anh, đến tối, để đền đáp cho những ngày phiêu lưu mệt nhọc của Fel, anh đã biến phần thịt người heo còn lại thành thịt heo chiên giòn, nhưng đồng thời, Fel nhận ra một điều, gần đây, nam chính không cầu nguyện hay cống hiến gì cho nữ thần, bỏ mẹ, tôi quên mất, cái tên này, cậu sắp bị trời phạt đấy, nhanh cầu nguyện đi. Được rồi, tôi làm ngay. Sau hơn 10 ngày, họ cuối cùng đã rời khỏi khu rừng, nhưng khi nghe nói thịt chuẩn bị hết, Pheo ngơ ngác không biết làm gì, nó cảm thấy cần phải đưa Nam Chính vào thị trấn ngay lập tức, đảm bảo mọi thứ ổn thỏa trước khi đi săn tiếp, nhưng mới vừa rời khỏi, họ phát hiện ra bọn cướp đang tấn công một đoàn thương nhân, Nam Chính không muốn thấy ai bị hại, nên đã giao cho Pheo nhiệm vụ cứu giúp, đêm nay, anh sẽ chuẩn bị một bữa tối hảo hạng để cảm ơn. Nhóm vệ sĩ của thương nhân về số lượng và sức mạnh đều kém hơn bọn cướp, khi đội trưởng sắp bị tiêu diệt, một tiếng kêu thất thần vang lên từ Nam Chính, chỉ thấy Pheo đưa anh lên một vị trí cao, phát ra một tiếng hú dữ tợn, vang xa hàng kilômét bọn cướp đều bị áp chế bởi khí thế đành đầu hàng không cưỡng lại nhóm thương nhân và vệ sĩ đều rất biết ơn vì sự giúp đỡ của họ còn nam chính với việc không quen biết vùng này mong muốn đi cùng thương nhân trở về carolina nghe vậy họ vui mừng chẳng kịp trở tay vì có pheo đi cùng chắc chắn sẽ an toàn với pheo làm vệ sĩ chắc chắn là sẽ không gặp nguy hiểm nam chính và đoàn thương nhân cùng trở về carolina vì họ không chắc về danh tính thật của fengia cộng với thông tin từ hội khá mập mờ và phức tạp họ bắt đầu xôn xao đồn đoán nam chính nghe lỏm rằng hội đã sử dụng phép chuyển thông tin nghĩa là dù chạy đến đâu xa xôi việc anh thuần phục vua sói đã được nhiều người biết đến nói chung mơ ước sống ẩn giật của anh giờ đây coi như tan biến nhẫn nhục đến tối pheo nhắc anh đừng quên lời hứa trước đó để không bị phát hiện họ tìm nơi vắng vẻ để nấu ăn theo đề xuất của cô bé đáng yêu họ quyết định làm món gà viên chiên cho bữa tối bởi họ sẽ sớm vào thành tìm người thợ mổ để chế biến con mồi vậy nên họ quyết định chiên hết thịt đã săn được chỉ trong tích tắc những viên thịt giòn rụng đã chín tới nhìn cả hai bụng đói thưởng thức mê ly nam chính quyết định nấu thêm nếu không chắc chắn anh sẽ không còn gì ăn nhưng anh đã quên mùi thơm của món ăn đã lan tỏa ra theo mùi thơm đó một nhóm người đã tìm thấy nơi nam chính đang nấu vì lòng tốt anh không thể từ chối họ không còn cách nào anh quyết định chia sẻ thức ăn mọi người xông vào ăn mâm ăn mốt không ngừng nghỉ một chút họ không để lại chút thứ gì cho anh sau hai tiếng rưỡi bận rộn dù được khai nhiều nam chính vẫn không thấy vui câu nói ăn của người khác thì miệng cứ phải lễ phép nên đội trưởng nói nam chính hãy yên tâm nghỉ ngơi đêm nay anh sẽ dẫn đội mình trực canh chừng bọn trộm nhưng đối với nam chính điều đó chẳng cần thiết rốt cuộc cún cưng nhà mình có thính giác cực tốt nếu tên trộm nào dám động đậy chỉ có đợi kiếp sau mà rút kinh nghiệm thôi khi họ đến thành phố carolina vào hôm sau người buôn hàng nói gia đình họ đã buôn bán ở đây suốt nhiều đời những bộ quần áo họ mặc đều do những nghệ nhân trong gia đình làm ra trong cửa hàng còn bán nhiều sản phẩm từ da nếu cần gì cứ tìm ông đưa băng cướp đến cơ quan binh sĩ nam chính nhận được một khoản tiền thưởng nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là thực phẩm khi đến hội để tìm thợ mổ người lễ tân nói danh tính mạo hiểm giả của anh đã bị hủy lý do là anh không nhận nhiệm vụ trong một tháng qua cô gái tên anet giải thích sau khi đăng ký làm mạo hiểm giả họ thường sẽ nhanh chóng lên cấp ép thời gian nhận nhiệm vụ có thể kéo dài lên 3 tháng rõ ràng nam chính không biết thông tin này đều trách những cô gái tóc dài đen trốn việc khi làm ở văn phòng may mắn là anh có thể đăng ký lại không vấn đề gì và nam chính đã thêm cả xui sinh vật dễ thương của mình vào danh sách gia đình bé này nè à là một con sờ lam hả sờ lam của nhà tôi là một cá thể đặc biệt và mạnh lắm đấy thằng cha đó thực sự mang theo một con sờ lam thật là kỳ quái không sao, chỉ cần tôi biết về sự dễ thương và sức mạnh của Sui là đủ. Khi tới cửa sổ phân giải, đội vệ sĩ lại tìm tới, vì họ nghe nói rằng vua sói có sức mạnh khủng khiếp, nên họ rất muốn thấy những con mồi mà Nam Chính săn được, cảm giác họ có thể chịu đựng được. Vì thế Nam Chính đã đồng ý, nhưng khi xác của con mồi được đặt trước mắt, tất cả mọi người đều trở nên tái mét, và Nam Chính đã tìm thấy Chimera mà anh từng săn trước đó trong kho, nhưng cảm thấy việc này sẽ gây ra nhiều phiền phức, vậy nên anh quyết định giữ bí mật, không cho ai biết, vậy nên ông lão giải thích cho mọi người, ngoài công hội còn có nhiều xưởng giúp xử lý con mồi nhưng họ thu phí cao và kỹ thuật chia cắt kém cỏi tiếp tục ông tự mãn bảo rằng không ai giỏi bằng mình bất kể là thịt hay nguyên liệu ông đều có thể chia tách hoàn hảo thêm vào đó thịt của rắn đỏ và rắn đen là chất lượng hàng đầu giá cả cao đến nỗi ngay cả ông cũng chưa từng thử qua nghe ông ta mô tả đội trưởng cảm thấy hốt hoảng và hỏi không yên tối qua anh cho chúng tôi ăn thịt gì vậy hả à, tôi đã dùng rất nhiều loại thịt như rắn đen rắn gà chim đá và hư lớn xin lỗi rất nhiều mọi người mới nhận ra lúc đó bữa ăn họ vừa ăn có giá trị biết bao nhiêu mà họ lại không hỏi mà đã ăn sạch một bát lớn bây giờ họ không biết làm sao để đền bù vì tất cả đều là thứ mà pheo mang về sau mỗi lần đi săn nhưng nam chính chẳng quan tâm chỉ nói rằng vẫn còn nhiều thứ khác thấy anh có tấm lòng như vậy đội trưởng rất biết ơn và quyết định coi như mình nợ anh một ân cứu mạng nếu có gì không biết trong thành phố này có thể tìm đến họ bất cứ lúc nào sau một tháng rưỡi cuối cùng anh cũng không phải sống lưu vong nữa anh đặt mục tiêu tiếp theo là nâng cấp cấp độ của mình có thể chuyến đi tiếp theo sẽ kéo dài hơn thời gian nhận nhiệm vụ có thể kéo dài tới 3 tháng sẽ an toàn hơn chính lúc chuẩn bị đi ngủ nữ thần lại xuất hiện đòi nợ cô ấy luôn dùng việc đã che chở cho anh để đưa ra yêu sách và nam chính không thể từ chối anh chọn một loạt thạch lựu làm lễ vật cho nữ thần ô dê ô dê sao thiệt luôn hả nữ thần cậu đang nói gì thế điều đó không quan trọng chỉ là đừng quên cúng đàn cho tôi sau này vậy giờ thì tôi có thể đi ngủ không ngày hôm sau trước bảng thông báo anh cảm thấy lúng túng theo hướng dẫn cho người mới của cô gái để lên cấp anh cần 100 điểm Hiện tại, việc làm việc vật có thể kiếm được một điểm, thu hoạch thảo dược 2 điểm và tiêu diệt quái vật 3 điểm, nhưng Goblin đã để lại ám ảnh trong lòng anh. Vì vậy, anh bỏ qua mỗi khi thấy chúng, Pheo cảm thấy không thể chịu nổi, anh luôn né tránh thì làm sao có thể đạt được điều lớn lao, nhưng thực ra, Pheo muốn thử hải sản hơn, dù Pheo nói thế nào đi nữa, nam chính cũng không chịu nghe, thấy nam chính cứng đầu như vậy, Pheo đã nảy ra ý tưởng sử dụng vua dễ thương, nó đề xuất, sao không thử một trận bắn axit thả ga, không, bắn axit quá nguy hiểm, chọn cách an toàn hơn em thật sự muốn phiêu 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 bắn tung lên quả thật giải quyết nhanh chóng hơn khi có một kẻ thù tự nhiên bởi vì xui đã nói như vậy nam chính cũng chỉ biết làm theo dựa vào mô tả trên tờ giấy có goblin xuất hiện liên tục ở rừng phía đông thành phố giết năm con là hoàn thành một nhiệm vụ chưa lâu sau khi bước vào rừng pheo đã phát hiện ra ba con vua dễ thương đã rảnh rỗi trong một thời gian dài nên đang nổi loạn ngay sau đó nó phóng ra axit tiến hóa và tiêu diệt chúng cuối cùng chỉ cần cắt tai phải mang về làm bằng chứng nhưng goblin là một sinh vật có hình dạng người chỉ cần nghĩ đến việc phải cắt bỏ một phần cơ thể đã khiến anh cảm thấy nôn nao và ăn không ngon, nhưng xui không dễ dàng để nam chính bỏ lỡ. Ngay sau đó, nó bị dụ dỗ tiếp tục săn lùng goblin, nhưng không may, nó lại phát hiện ra một bộ lạc của chúng. Anh ấy chẳng cần tham gia chiến đấu, chỉ cần thu thập bằng chứng là đủ. Sau đó, thi thể của goblin chất đống như một ngọn núi nhỏ. Lần này, anh ấy bắt buộc phải trải nghiệm cảm giác như một thợ mổ. Khi thu thập đủ những chiếc tai trái, nam chính liền nghi ngờ về cuộc đời mình, nếu những thứ còn lại không được xử lý, chúng có thể tạo ra một mê cung hoặc thu hút những sinh vật ma thuật mạnh hơn đến ăn xét về vị trí gần thành phố phải nhanh chóng tiêu diệt chúng việc đốt cháy sẽ không an toàn có khả năng cao sẽ gây ra cháy rừng cuối cùng anh chỉ có thể nhờ vào vua dễ thương sử dụng axit của mình để tan chảy chúng nhưng không ngờ khi nó đồng ý thân hình của nó nhanh chóng phình to chỉ trong vài giây vua dễ thương đã to lên hàng nghìn lần qua bảng thuộc tính anh kiểm tra nó đã tiến hóa thành một sờ lam khổng lồ và một kỹ năng nhân bản mà pheo chưa từng nghe qua lúc này vua dễ thương cho biết cơ thể của nó có thể thay đổi kích thước theo ý muốn để em thử xem nào các bạn hãy cố gắng tiếp tục tiêu diệt chúng thi thể goblin dần dần bị các phân thân hấp thụ trong khi nam chính đang suy nghĩ khả năng tồn tại của mình trong tương lai sẽ tăng lên mạnh mẽ có thể sản xuất thuốc tiên vô tận con đường giàu có của anh sắp mở ra do vừa trải qua một cảm giác tâm lý khủng khiếp anh cảm thấy rất mệt mỏi vì vậy đó đã trở thành lý do anh nghỉ ngơi ăn trưa nhớ lại bữa sáng toàn là đồ ngọt anh đã chán anh quyết định thay đổi món bánh mì xúc xích bánh mì hamburger pheo chỉ khen ngon không thêm giọng điệu Nam chính trêu chọc nói rằng chắc Phèo đang quan tâm đến mình. Người bạn order đời của anh lại trở thành một ấm trà nổi giận, khẳng định chắc chắn không bao giờ quan tâm đến một vai phụ như anh. Cuối cùng, màn hình chuyển đến thế giới của các vị thần. Khi nữ thần lại thảo luận về các món tráng miệng trên trái đất, cô không nhận ra rằng những hành động vi phạm của mình đã bị những nữ thần khác phát hiện từ lâu. Gần đây cô ấy lúc nào cũng lén lút một mình. Trong cô ấy tỏ ra rất vui vẻ nhỉ? Nam chính cũng không nghĩ tới rằng mình có thể trở thành một tên triệu phú, con mồi mà vua sói săn được trước đó gần như là hạng S ngay cả hội mạo hiểm giả cũng không có đủ tiền thưởng mua lại chimera và con chó hai đầu chỉ riêng một con ô màu xanh đã có thể bán với giá hơn 400 đồng vàng cộng thêm những con khác nam chính trở thành triệu phú chỉ trong một đêm với gần hai nghìn đồng vàng nhưng đó chỉ là số tiền mà hội mạo hiểm giả vừa vặn có mang chứng thực trở lại hội mạo hiểm giả không ngờ gây ra một tiếng vang lớn một lần tiêu diệt toàn bộ tộc goblin cô gái ở quầy tính tiền nghĩ rằng mình gặp một kẻ sát nhân chủ tịch hội ngay lập tức bảo cô ấy đưa họ đến văn phòng của ông sau một hồi điều tra nam chính đã phát hiện ra nơi tụ tập của goblin và thông tin về việc chứng kiến nó gia tăng gần đây ông cũng biết để cảm ơn nam chính đã tiêu diệt tai họa đang trở nên tồi tệ ông đã trả thêm một khoản tiền thưởng và khen ngợi rằng sức mạnh của pheo quả thật là mạnh mẽ dĩ nhiên khi gọi nam chính đến chủ tịch hội còn có chuyện khác muốn nói đầu tiên là một tin gấp từ cung điện nội dung là từ giờ trở đi nam chính có thể tự do ra vào quốc gia này các thành viên của gia tộc quý tộc và hoàng gia sẽ không làm phiền anh nữa điều kiện là khi có rắc rối xảy ra mong rằng nam chính sẽ giúp đỡ vì có vua sói đứng về phía nam chính Điều này đã tạo ra một sức ép mạnh mẽ đối với các quốc gia lân cận. Chỉ với lợi ích này, quốc gia này đã hưởng lợi rất nhiều. Chủ tịch thông báo sẽ sử dụng quyền lực của mình để giúp anh thăng hạng lên C. Sau cùng, một người mới hạng G dẫn theo một con quái vật huyền thoại. Chỉ nghe về điều này cũng đã thấy nó giống như là một lời khoe khoang. Tuy nhiên, ông cũng sử dụng điều này để giao một nhiệm vụ cá nhân cho nam chính. Một cách chính xác hơn, ông muốn mượn sức mạnh của vua sói. Dù nghe nói nhiệm vụ này là hạng S, nhưng Phèo vẫn tỏ ra khinh thường. Ngoại trừ quái vật huyền thoại, việc đánh bại các quái vật khác chỉ là việc của vài cú đấm và đá chủ tịch nói rằng có rất ít những mạo hiểm giả dám nhận nhiệm vụ này tiếp theo chủ tịch chỉ giao những nhiệm vụ cấp bách cho nam chính và đã thông báo cho các mạo hiểm giả khác không được làm phiền anh cảm giác như chủ tịch là một người tốt nam chính quyết định đem những con thú săn mình có những con hàng đầu để chủ tịch mua lại mỗi con thú đều ở cấp độ thống lĩnh ngay cả những mạo hiểm giả lão làng cũng chưa từng thấy qua vấn đề hiện tại là công hội không có đủ tiền để mua lại ngoại trừ con chó hai đầu và chimera những con khác vẫn có thể mua nam chính giải thích rằng loại màu xanh là một cá thể đặc biệt của châu và mức độ nguy hiểm đã đạt đến hạng s thậm chí vua của người heo cũng chỉ ở hạng a việc xử lý những con thú này cũng mất khá nhiều thời gian chủ tịch yêu cầu anh đến lại vào ngày mai lúc đó sẽ trao thẻ hội viên hạng c cho anh dạo gần đây nam chính cảm thấy thức ăn hơi ngấy cho dù pheo có thích hay không anh đã mua một đống rau sau khi chế biến đơn giản bữa tối của họ là một món salad thịt chim đá thêm một chút nước sốt mè món ăn này ra lò bất ngờ lại vừa vặn với khẩu vị của cả hai người ăn tham sau bữa tối nam chính hỏi xui có ghét ớt xanh không nó hơi đắng một chút à vậy à nhưng em vẫn ăn hết thật giỏi ie ngày hôm sau chủ tịch giải thích với anh rằng thẻ hội viên cấp c có thời hạn nửa năm vì vậy trong những chuyến du lịch tiếp theo của họ họ không cần lo sợ thẻ sẽ bị thu hồi ngoài ra về số tiền mua nguyên liệu hôm qua da của một con chăn đỏ giá lên đến hai trăm linh một đồng vàng con trâu màu xanh cao cấp hơn được bán với giá bốn trăm ba mươi hai đồng vàng kèm theo các nguyên liệu khác nam chính đã kiếm được khoảng hai nghìn đồng vàng người bình thường nhận được số tiền lớn như thế chắc chắn sẽ nghĩ đến việc tiêu xài phung phí nhưng anh lại lo sợ bị trộm cắp anh hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Pheo và vua dễ thương, nói về nhiệm vụ anh nhận từ hôm qua, đó là tiêu diệt con thần lằn kim loại và đàn bò sừng đỏ. Thần lằn kim loại hiện đang sinh sống ở núi Pasca giàu khoáng sản, chúng cản trở việc khai thác tài nguyên trong các hang động. Thần lằn này có lớp vỏ bọc kim loại, hầu như miễn nhiễm với thiệt hại vật lý. Nam chính nhớ lại rằng trước đó Pheo đã giết một con và biết chúng rất mạnh, nói về đối tượng khác. Thảo nguyên phía tây trước đây là nơi săn đuổi cho những mạo hiểm giả cấp thấp, nhưng nay đã có sự xuất hiện của những con bò sừng đỏ, một loại quái vật ưu tú. Dù những người mới bước chân vào nghề kêu ca, nhưng do không có thị trấn ở đó nhiệm vụ này cứ bị trì hoãn tuy nhiên pheo chỉ biết thịt của loại bò này rất ngon và nam chính cũng nhận ra đây là một cơ hội tốt để thu mua anh ấy cảm ơn chủ tịch vì đã cho anh biết thông tin này sau khi trao đổi nam chính dự định sẽ lên đường vào ngày hôm sau vì chiếc túi sách của anh đã mòn và môi trường mà cô con gái của anh sống không tốt anh tỏ ra lo lắng trước khi khởi hành anh quyết định đến gặp thương gia để cho hỏi và mua một chiếc mới khi thấy nam chính đến cửa hàng thương gia rất vui mừng dựa vào yêu cầu của anh thương gia giới thiệu bốn mẫu túi sách với giá từ 2 đến 8 đồng vàng. Chất liệu của mỗi túi sách cũng khác nhau. Nam chính cảm thấy mỗi mẫu đều tốt, nhưng quan trọng nhất là phải để xui thử nghiệm, biết anh muốn chứa xui trong túi. Thương gia giới thiệu túi làm từ da lợn đỏ hoặc da bò sừng vì chúng mềm mại hơn. Khi đến lượt xui lựa chọn, nó ngay lập tức chui vào chiếc túi rẻ nhất. Xui à, xui rất thích cái này. Cảm ơn nha. Không có gì đâu mà. Thương gia tiếp tục giới thiệu các sản phẩm khác từ da. Nam chính ngay lập tức chú ý đến một dây đeo có khe để gắn dao, nhưng giá 6 đồng vàng khiến anh do dự. Ví được làm từ da rắn cắt chỉ cần một đồng vàng ngoại hình đẹp và giá cả hợp lý, nam chính ngay lập tức chọn một cái. Mặc dù giày có thể mua trên siêu thị trực tuyến, nhưng để hòa mình vào thế giới này, anh chỉ có thể mua một đôi trong cửa hàng. Tổng cộng bốn món hàng cần trả 11 đồng vàng. Vì nam chính có ơn với người buôn nên được giảm giá trực tiếp và còn biết được từ miệng người bảo vệ rằng, tối đó họ ăn toàn thịt loại cao cấp. Sau một hồi thương lượng, nam chính đã chấp nhận ý tốt của họ, khi mua sắm lần sau anh sẽ trả tiền. Mọi chuyện kết thúc, ông hỏi liệu trong tay anh còn da rắn đen không. Khi nghe đã bán cho hội, ông hơi thất vọng nghe nói sản phẩm làm từ da rắn đen rất đắt hàng trên thị trường rất hiếm và nhu cầu vượt cung nghe nói hội mới nhập hàng da rắn màu đỏ đậm hơn loại nguyên liệu hàng đầu đối với ông là một thứ khó tìm kiếm ông ngưỡng mộ những hầu tước có thể mua nó với giá cao nhưng ông ta chưa biết da rắn đỏ chính là do nam chính cung cấp người buôn mong muốn sau này khi tìm được con mồi phù hợp có thể bán cho mình giá mua vào sẽ cao hơn giá của hội tôi hiểu rồi rốt cuộc tôi cũng đã nhận được cả túi sách và dây lưng của ông lần sau tôi chắc chắn sẽ mang đến để chuẩn bị cho cuộc săn bắt kỳ đà kim loại Nam chính bắt đầu chế biến thịt rắn đỏ mà anh vừa có. Dĩ nhiên, phương pháp nấu vẫn là chiên và anh ta làm 10 lần lượng bình thường cho đến khi cho hai hộp cơm ăn đến chán. Những phần còn lại được cất vào kho. Cuối cùng anh không cần lo sợ đói nữa. Ở phần kết, nữ thần Nilin vẫn đang ăn một mình, không hề biết ba nữ thần trên đó đang thèm nhỏ dãi. Ăn nhiều như vậy, không sợ béo lên sao? Ngươi nói gì? Làm sao một nữ thần như ta có thể béo lên? Sao ngài lại hoảng hốt như vậy? Đủ rồi, không thể chịu nổi, thật là không tốt chút nào. Xảo trá, thì ra là như vậy nhỉ? Ngày hôm sau, họ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chính với tốc độ của pheo họ nhanh chóng đến núi nơi kỳ đà sống nếu theo chỉ dẫn trên bản đồ sẽ mất thêm chút thời gian nhưng pheo dựa vào khả năng khứu giác để tìm mục tiêu phát hiện ra hang động nó lao vào ngay lập tức không cho nam chính cơ hội để xuống xe sâu trong hang họ tìm thấy một con kỳ đà đang ngậm đá quặng nam chính thắc mắc vì chưa từng nghe nói về loại đá phát sáng kết quả kiểm tra sau đó cho thấy đó là kỳ đà midrin pheo rất chắc chắn rằng chỉ có một con như vậy trong khu vực này có lẽ nó biến dị do ăn quá nhiều mỏ midrin như vậy vỏ bên ngoài nó có khả năng chống phép mạnh mẽ theo tính chất của Midrin, nó có thể tản đi các cuộc tấn công bằng phép thuật giảm thiểu sát thương xuống một nửa chính lúc nam chính cảm thấy pheo cũng không biết làm gì không gì cơ chỉ cần sát thương đủ mạnh không quan tâm nó giảm một nửa hay không vẫn tèo ngay lập tức rồi quái vật mạnh mẽ mà nam chính tự hào trong một phút bị giết ngay tức thì nam chính cảm thấy con kỳ đà này thật đáng thương chỉ vì ăn cơm mà trở thành túi kinh nghiệm nhìn vào mạch Midrin trước mặt anh bắt đầu mơ mộng vũ khí làm từ misrin chỉ cần nghĩ tới đã thấy đẹp trai vì vậy hãy nhặt thêm một ít để dự trữ bỗng nghĩ ra rằng thứ này có khả năng chống phép mạnh mẽ nếu lột ra kỳ đà làm áo giáp không chỉ đảm bảo sự linh hoạt mà còn tăng hiệu quả tồn tại của nam chính pheo nghe xong liền la làng lên phàn nàn rằng bộ giáp rác rưởi này không phải là bảo vệ hoàn toàn không thể so sánh với lớp vòng bảo vệ mà nó tạo ra đánh bại một con rắn bốn đuôi với nó chỉ là sưởi ấm mà thôi nó nhanh chóng đưa nam chính đến đồng cỏ phía tây để hoạt động một chút nam chính không hữu ích thì đừng gây rối anh chỉ ngồi yên tại chỗ chờ pheo giải quyết xong rồi đi thu dọn vua dễ thương trong túi cảm thấy yên lặng đến lạ nó nhô đầu ra hỏi pheo đã đi đâu nghe nói đi đánh nhau nó nói thật xảo trá có chuyện vui mà không mời mình sau đó nó không nghe lời cảnh báo của nam chính và bay tới chiến trường lạ thế họ đâu chuyện gì vậy cậu đang làm gì ở đó chủ nhân đã đánh bại con bò lớn rồi vua dễ thương mô tả về pheo một cách phấn khích ban đầu nó tạo ra gió lớn cuốn sạch mọi thứ những thứ còn sót lại nó chỉ cần thở ra để kết liễu chỉ trong 2 phút 30 giây giây cả đám không thể đứng dậy nữa theo thỏa thuận họ phải bán một nửa số lượng cho hội nhưng ngay cả vậy trong hai tháng tới họ cũng sẽ phải ăn món thịt bò đến khi chán ấy khi ăn trưa cô con gái rất tò mò với nước uống vui vẻ trong tay anh thi thử một ngụm cô ngay lập tức nghiện độ ngọt vừa phải và còn có cảm giác sủi bọt độc đáo nhìn cô uống mê mải pheo cũng muốn thử một ngụm rồi cả hai đều say mê nước uống này lần đầu tiên thử mùi vị này trong thế giới khác còn có loại đồ uống kỳ diệu này sao vì cậu đã uống nước có ga dù ngon nhưng sẽ gây nên hiện tượng ở hơi đánh rắm ta đâu có lại đến nữa rồi bác pheo thật là giỏi giỏi cái đéo gì thật sự giỏi khi mang con mồi trở về chủ tịch và ông anh đều đang nghi ngờ cuộc sống của mình và sau khi kiểm định đó chắc chắn là hàng thật theo những gì ông anh thợ mổ biết loại này chỉ được đề cập trong tài liệu 400 năm trước cộng với việc có rất ít núi có thể khai thác mitrin mỗi lần phát hiện một núi đều có thể gây ra chiến tranh giữa các quốc gia điều này cũng giúp các con kỳ đà ăn no đến khi biến đổi điều này cho thấy núi đó có mitrin rất phong phú tiếp theo chủ tịch không thể không đến đàm phán với lãnh chúa địa phương dựa trên công lao săn mồi cùng việc phát hiện mỏ tiền thưởng tối thiểu cũng đạt năm đồng vàng số tiền này đủ cho anh ấy tận hưởng cuộc sống như ở thiên đàng trong nửa đời còn lại nhưng nam chính vẫn lo rằng tiền nhiều sẽ gây rắc rối chủ tịch lo lắng về số tiền trả quá lớn lãnh chúa có lẽ không thể trả hết một lần vì vậy trước khi giao dịch thành công cần giữ bí mật tạm thời ngoài ra trước tiên phải đưa một nửa số bò cho công đoàn pheo đã quen với việc anh ấy luôn dễ giật mình và đã nhận được phần thịt bò đã xử lý từ tay thợ mổ tâm trạng của nó đang rất phấn khích ồ ie tối nay sẽ có bữa tiệc lớn nguyên liệu cao cấp thường chỉ cần cách chế biến đơn giản nhất không cần thêm bất kỳ thứ gì miếng bò tái vừa cắn, nước thịt ngọt ngào chảy trong miệng, chất lượng này hoàn toàn có thể sánh ngang với bò wagyu màu đen trước đây, nhưng Pheo cảm thấy nó vẫn thiếu sót, giống như ăn khoai tây chiên không chấm sốt cà chua, vì vậy, anh ấy đã mang ra nhiều loại sốt công nghệ, dựa vào công nghệ và phép thuật, Pheo với sự ngon miệng có thể ăn hết một con bò, dĩ nhiên, có thể cũng sẽ làm cho đầu bếp mệt mỏi, sau bữa ăn, nó cho biết đã hoàn toàn dựa vào nghệ thuật nấu ăn của nam chính, từ nay về sau, trừ phi gặp khó khăn, nó sẽ không bao giờ ăn thịt sống. Nam chính rất vui khi được khen ngợi, suy nghĩ kỹ, anh ấy sống sót đến giờ nhờ vào hai người bạn này. Vì vậy, anh ấy càng thêm động lực chế biến thức ăn. Trước khi đi ngủ, anh ấy còn phải mang thức ăn cho nữ thần lười nhác. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy lựa chọn của anh, cô ấy lập tức phản đối, chỉ với những món này, cô ấy không thể sống sót một ngày. Yêu cầu thêm bánh ngọt và món trắng miệng cũng như pudding, gặp một nữ thần như vậy, nam chính cảm thấy rất khó xử. Phúc lành mà anh nhận được từ cô ấy dường như không có nhiều tác dụng. Và lúc này, có một số sự cố xảy ra ở thế giới thần tiên. Người từ thế giới khác, chào mừng, mosi mosi, ai vậy? chúng ta đã ngẫu nhiên nhìn thấy ninja đang nhận những món tráng miệng ngon từ thế giới khác và chỉ trích nữ thần của gió có món ngon mà không chia sẻ nhưng cô ấy đáp lại một cách tự tin nam chính là một tín đồ chân thành được ban phước lành nên việc cung cấp tráng miệng là điều đương nhiên mọi thứ ồn ào như chợ búa nam chính cảm thấy đầu óc muốn nổ tung còn ba người khác đã nhận ra mánh khóe của ninja vì vậy họ quyết định ép nam chính nhận phước lành của họ và chỉ trích nữ thần của gió quá keo kiệt thậm chí những phước lành cơ bản nhất cô cũng không muốn ban hơn nữa, nam chính không có khả năng sử dụng phép thuật của gió, nên nó gần như không có ích lợi gì cả. Nữ thần gió này chắc chắn là một kẻ lừa đảo, trong khi nam chính chỉ phù hợp với phép thuật đất và lửa. Vậy nên Kisale và Ani mới thực sự có thể giúp anh. Ninja lo sợ sẽ mất đi nam chính, cô gấp rút tuyên bố, chỉ cho anh ấy sự hỗ trợ bình thường. Nhưng nếu làm thế, sẽ bị Chúa sáng thế trừng phạt, hai người kia cũng không dễ bị cô lừa đảo. Vì vậy, họ quyết định cũng chỉ ban cho anh ấy sự hỗ trợ cấp thấp nhất. Tuy nhiên, hiệu quả của nó sẽ tốt hơn nhiều so với của cô nam chính không muốn tiếp tục phục vụ nhiều miệng nữa anh ta hỏi liệu có ai nhận được nhiều loại hỗ trợ như thế tất cả các nữ thần đều im lặng họ thực sự chưa từng thấy ai như thế nhưng dù nam chính giải thích như thế nào hai người đó vẫn quyết định ban sự hỗ trợ cho anh vì sự hỗ trợ đã được cấp anh không thể từ chối khi hai người đang thảo luận về việc đóng gói món ngọt nào cho anh ai ngờ rusa thầm hỏi cô ấy có phần của mình không cô giới thiệu với nam chính là nữ thần của nước không mấy thông minh nam chính không có khả năng sử dụng phép thuật nước và anh đã có sự hỗ trợ từ nữ thần gió vì vậy vị trí đã bị chiếm hết không cần đến rusa nhìn vào việc cô ấy chỉ là một đứa trẻ nam chính nói rằng không cần hỗ trợ cũng được nhưng nếu không ban phước thì chỉ có mình ta không có đồ cúng chỉ có mình ta không được ăn đồ ngọt chỉ có các người được ăn thật xảo trá rusa đừng khóc nữa người từ thế giới khác hãy nghĩ ra cách giải quyết lúc này nam chính thực sự đau đầu một nồi lớn bất ngờ đổ lên đầu anh anh bất chợt nghĩ ra không cần phải dùng cho bản thân mình vì vậy anh đề nghị con gái nhận lời hỗ trợ từ nữ thần trong tình huống khẩn cấp ngay cả ba nữ thần khác cũng đồng tình sau đó Rusa ngay lập tức cho cô công chúa một sự hỗ trợ bình thường. Cô nói rằng trong 100 năm, cô có thể không bảo vệ ai, không giống họ, chỉ cần mỗi 10 năm chọn một người. Vì vậy, ngay cả khi anh sử dụng mức độ bình thường, cô cũng không sợ bị chúa sáng thế trách móc. Bên này, Nam Chính đã không muốn nghe tiếng ồn nữa, quyết định gửi thêm một lô hàng để bít cái mồm họ lại. Đây là phần đồ ngọt bổ sung, mong mọi người nhận, xin đừng cãi nhau, mọi người hãy chia đều nhé, làm tốt lắm, rất xuất sắc. Ngày hôm sau, Nam Chính đưa cô công chúa đi thử nghiệm kỹ năng mới, câu lửa và cục đá rõ ràng mạnh mẽ hơn trước đây cuối cùng cũng có thể tạo ra sát thương ở mức bình thường, mọi phép thuật nhỏ chỉ tiêu thụ một chút năng lượng ma thuật, quả nhiên, trước đó bị ninja lừa nhiều quá, bây giờ cuối cùng cũng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, khi đến lượt cô công chúa, cô ấy tạo ra một quả bóng nước lớn, nổi lơ lửng giữa không trung, trong không có sức tấn công mạnh, vì vậy, nam chính yêu cầu cô thử ném nó ra, để em thử xem sao, tuyệt quá tuyệt quá, xui giỏi quá, thế này thì sao, tốt quá, cô công chúa có được sức mạnh cấp sử thi, nhưng nam chính nhắc nhở không được sử dụng nó trên người khác, phải là một đứa trẻ ngoan, nếu không sau này sẽ bị bắt thấy sức mạnh tàn khốc như vậy pheo càng phấn khích mặc dù cô là một đứa trẻ nhưng cũng muốn thách đấu một chút tiếp theo là lời chỉ trích từ nam chính là người lớn tuổi mà lại không biết điều sau đó nam chính sử dụng phép thuật đất để xây tường còn pheo thì đi săn ở gần đó vì không biết làm gì khi trở về vào buổi chiều nam chính hào hứng giới thiệu công trình tự hào của mình từ nay trở đi khi ngủ ngoài trời sẽ không cảm thấy lo lắng nhưng pheo thực sự không quan tâm tiếp đó nó ném con rắn đen vừa bắt được ra trước mặt trước đó đã nghe cuộc trò chuyện giữa anh và người buôn có thể bán được nhiều vàng hơn và nó làm như vậy chắc chắn là muốn nam chính nhanh chóng chuẩn bị bữa tối chuẩn bị thêm thực phẩm để thưởng cho sự cần cù của mình nhưng nam chính không cảm thấy vui rốt cuộc những nỗ lực của mình chưa được đánh giá cao ngày hôm sau nam chính đến tiệm thịt nhận hàng theo yêu cầu của anh ông thợ mổ đã chuẩn bị sẵn bán đi những phần không cần thiết anh lại kiếm được một khoản tiền lớn còn một khoảng thời gian trước khi cuộc đàm phán với chủ tịch không biết làm gì anh quyết định tìm đến bà vương sau đó anh lấy ra máy xay thịt tay mới mua anh giải thích với hai kẻ ăn hại chỉ cần đặt thịt vào trên và quay tay cầm, thịt sẽ được xay nhỏ. Và mỗi khi gặp đầu mới, vua dễ thương luôn muốn thử, chuyển thịt thành thịt băm, vua dễ thương luôn muốn thử mọi thứ. Tiếp theo là thịt của vua người heo, sau đó, cần phải tuân theo tỷ lệ 4 chia 6, để trộn hai loại thịt băm với các nguyên liệu khác. Sau khi chiên, phiên bản hạng nhất của bánh hamburger dị giới đã hoàn thành. Pheo luôn đánh giá cao những món ăn anh làm, cảm giác độc đáo như thế, là lần đầu tiên nó đã thử. Sau bữa ăn, Nam Chính dự định sẽ trở thành một thương nhân vào ngày mai. Bất ngờ này ra ý tưởng từ xà phòng. Nhớ lại món đồ này cũng rất quý giá ở thế giới khác. Chính xác, anh có thể mang nó đi bán cùng da rắn đen. Tiếp theo mua dầu gội và các vật dụng tắm gội khác, rồi thay đổi chút ít và đóng gói, chuyển vào bình mới như thể là sản phẩm do anh tự làm. Nhìn vào đống đồ trước mặt, anh không khỏi nhớ về những ngày tắm bồn. Da rắn trong mắt thương nhân như lấp lánh, bề mặt hầu như không có vết thương, có thể nói là độc nhất vô nhị. Vì vậy, giá cả sản phẩm sẽ cao hơn. Sau khi thỏa thuận, nam chính tỏ rõ mình là một thương nhân. Ngoài ra, anh còn có vài báu vật quý giá muốn hỏi ông ta về giá cả anh nghĩ ông ta nên biết rõ hơn thương nhân lấy lên một viên xà phòng mùi hương hoa từ công nghệ lan tỏa thấy ông ta đắm chìm trong hương thơm nam chính nhanh chóng trở thành nhân viên bán hàng giới thiệu về công dụng thần kỳ của dầu gội và dầu xả chỉ cần sử dụng dầu dưỡng tóc tóc sẽ tràn đầy sức sống như bị phù phép là cứu tinh cho mọi loại tóc khô cứng nhìn gương mặt ông nam chính nghĩ mình đã làm ông ta tức giận nhưng phút sau ông ta lại tỏ ra biết ơn lý do là hai tuần sau sẽ là kỷ niệm ngày cưới của ông những món quà ông ta tặng vợ trước đây đều quá truyền thống không có gì mới mẻ vợ ông rất quan tâm đến việc chăm sóc tóc từ mô tả anh biết vợ ông rất thích dùng xà phòng nam chính thăm dò hỏi nhà ông có bồn tắm không câu trả lời không chỉ là có thương nhân còn rộng lượng mời anh vào nhà tham quan ngay sau đó ông ta giải thích việc lắp đặt cơ sở vật chất này tốn khá nhiều công sức ngoài việc nguyên liệu đắt đỏ họ còn phải thuê một pháp sư sử dụng phép đất để thi công tổng cộng tất cả sẽ tốn vài trăm đồng vàng nghe giá cả này nam chính không từ bỏ mặc dù thường xuyên tiết kiệm nhưng niềm khao khát tắm bồn của anh vẫn có thể phô trương một chút sau khi tìm hiểu về người bán bồn tắm nam chính để lại một bộ dùng thử để cho thương nhân thử trước rồi sau đó quyết định có tặng vợ hay không đến ngày hôm sau sau khi ăn sáng nam chính đến cửa hàng một mình xin chào muko ra san cuối cùng anh cũng đến tôi đã đợi ngài muko ra tôi đã chờ anh lâu lắm rồi giới thiệu qua người phụ nữ trẻ trước mắt chính là vợ ông mary lý do cô ấy quá phấn khích chính là vì những sản phẩm vệ sinh cá nhân này ngày hôm qua cô phát hiện mái tóc của chồng cô trở nên bóng lộn và mềm mại cảnh này đã làm tổn thương mary nghiêm trọng cuối cùng bất ngờ mà thương gia muốn giữ kín đã bị lộ ra mary không thể chờ đợi và đã thử tất cả mọi thứ cô đặc biệt ưa thích dầu dưỡng tóc nhưng mặc dù đang nói chuyện cả hai lại có một mối thâm thù khi nam chính không cảnh giác họ đã phát cơm chó trước mặt anh tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy vẻ đẹp của mary đã lên một tầm cao mới đừng giả tạo nữa sau đó thương gia đề xuất hợp tác với anh anh chỉ cần đặt hàng hóa của mình trong cửa hàng để bán bởi vì mary biết rõ hơn chồng mình những sản phẩm này chỉ trong hai ngày sẽ trở nên phổ biến khắp thành phố đừng coi thường trái tim yêu thích sự đẹp đẽ của phụ nữ cùng với việc nắm giữ một mạng lưới rộng lớn cô chỉ cần xuất hiện tin tức về cô sẽ lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng khi đó túi sách mà chúng tôi bán cũng có thể tận dụng sự nổi tiếng của dầu gội đầu trong tình huống khó từ chối anh cuối cùng cũng đồng ý với tình hình hiện tại anh cũng không có khả năng mở cửa hàng vì vậy việc hợp tác có lẽ là lợi ích cho cả hai vì thế anh cần phải dành nhiều thời gian tìm chai để chứa sản phẩm nhưng lợi nhuận từ việc trở thành nhà phân phối trung gian thực sự là một số tiền khổng lồ biết được chủ tịch đã giải quyết mọi việc anh vừa mở cửa thì thấy một núi vàng trồng chất với số tiền lớn này Điều đầu tiên anh nghĩ đến là mua một bồn tắm, từ nay trở đi, anh sẽ có tự do tắm bồn. Nhưng lúc này, chủ tịch nghe thấy tiếng ồn từ phía dưới, có chuyện lớn xảy ra rồi. Có một bầy rồng hai chân. Cô nói gì? Theo những gì tôi biết, rồng hai chân là một loại quái vật hung dữ và di chuyển theo đàn. Đuôi chúng có những gai độc chết người, chúng đã xuất hiện ở đồng cỏ phía tây và tấn công 6 người học việc. Mặc dù họ chưa nhận được cơm hộp, nhưng nếu chất độc lan tràn toàn bộ cơ thể, chắc chắn sẽ không thể cứu sống. Nghe lời chủ tịch, anh đoán chúng đang đi săn bò sừng đỏ. Anh chợt nhận ra, đàn bò trước đó không nên bị săn, rồng mất mồi sẽ tập trung vào các mạo hiểm giả, bởi vì ở khu vực này chẳng có quái vật độc nào, nên số lượng thuốc giải trong kho của hội rất ít. Anh nghĩ đến việc mình còn có thuốc thượng hạng, trong tình huống cần cứu mạng, anh không giấu giếm, chủ tịch nhận thuốc không kỳ vọng nhiều, chỉ mong thêm chút máu để kéo dài thời gian cho đến khi có thuốc giải. Nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự làm ông sốc, đây là thuốc gì vậy? Không chỉ vết thương mà cả chất độc cũng. Nhờ sự giúp đỡ của anh, sáu người đã thoát chết và chủ tịch đã gửi thông báo cho tất cả các mạo hiểm giả cấp C trở lên bây giờ chúng ta phải đứng vững đối mặt với sự xâm lược của rồng bay rốt cuộc rồng bay đã không còn đàn bò để săn đuổi việc tấn công thành phố con người chỉ là vấn đề thời gian dưới sự động viên mãnh liệt của chủ tịch tất cả đều tràn đầy nhiệt huyết nhưng anh một mạo hiểm giả cấp c chỉ cảm thấy đau đầu pheo quân chúng ăn dưa cảm nhận ra tình hình không tốt và đề nghị tham gia lý do duy nhất mà nó quyết định tham gia là thầm kể cho anh biết thịt của rồng bay rất ngon nó không thể chịu đựng việc thức ăn của mình bị đánh cắp vì vậy những người không liên quan sẽ không được tham gia chiến đấu chủ tịch không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ cậy vào họ lần thứ hai đến đồng cỏ phía tây bầu trời đã bị rồng bay chiếm lĩnh lúc này nó quyết định chỉ cho anh biết cách săn bắt quái vật bay trước khi anh nói xong chúng nhanh chóng chạy đi mất tăm pheo giải thích rằng điểm yếu của quái vật bay là cánh và đầu vì mục tiêu ở đầu quá nhỏ trong tình huống không chắc chắn họ thường nhắm vào cánh hiểu một chút về điều này vua dễ thương vung ra một ống súng bắn vào đầu trượt mất ta đã nói việc nhắm vào đầu không dễ dàng vì thịt của rồng bay rất ngon nên những đợt tấn công tiếp theo hãy cố gắng không làm hỏng thân thể Việc cần làm nhất là cắt đầu chúng đi. Sau khi hiểu biết cơ bản, mọi thứ biến thành một cảnh tượng lớn của việc giết mổ. Khi đối mặt với đạn pháo axit, rồng bay hoàn toàn bất lực, anh ẩn sau một tảng đá lớn và run rẩy. Anh chớp mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt đỏ rực, nam chính nghĩ mình đang bị ảo giác. Vua dễ thương luôn hiểu chuyện và biết lắng nghe. Làm sao có thể trở nên máu lạnh đến thế? Đột nhiên, một con sót lại nhắm vào anh. Tại thời điểm này, anh bị kinh hoàng đến mức kêu lên. Nếu không phải vì có lớp vòng bảo vệ, anh gần như đã tử vong. Khi thấy rồng bay ném ra đinh độc vua dễ thương nhanh chóng dùng cơ thể mình chắn đứng trước hóa ra còn có một con nữa trải qua một giấc mơ ác mộng nam chính cảm thấy như cơ thể mình bị lấy đi tất cả sức lực nhưng dù sao anh vẫn phải chuẩn bị bữa ăn cho cả hai may mắn là anh đã chuẩn bị một đống bánh mì thịt từ hôm qua bây giờ chỉ cần cuốn chúng trong bộ ba nguyên liệu làm đứa trẻ nào cũng thèm khát và trên lên một bữa chưa đầy năng lượng sẽ dễ dàng hoàn thành mọi người ở hội đang chờ đợi trong sự nóng lòng đã qua hai tiếng rưỡi mà vẫn chưa thấy anh trở về hội trưởng không khỏi lo lắng nghĩ rằng họ đang trải qua một trận chiến sinh tử nhưng thực tế là nam chính đang thành thơi uống bia khi họ trở về hội đã là buổi chiều tối những người đang chờ đợi lo lắng đến nỗi không ăn trưa báo cáo từ pheo dòng bay ở đồng cỏ phía tây đã bị tiêu diệt hết ngay kết quả này tiếng vỗ tay vang dội đã phá vỡ không gian yên tĩnh giờ đây họ không cần phải mạo hiểm nữa hội trưởng nói với anh trong sự hoài nghi ngay cả khi tất cả các mạo hiểm giả cùng lên cũng có thể mất một nửa số lượng trước đó nam chính đã trễ về họ cũng không thể không lo lắng vua sói sẽ bị đánh bại nghe mô tả này nam chính cảm thấy ngại ngùng khi nói ra sự thật nhưng anh đã quên không khiến pheo im lặng Pheo tự hào nói rằng chỉ vừa ăn xong mà thôi, làm sao những con kiến nhỏ bé có thể làm vướng chân tay nó. Vì vậy, Nam Chính bị mọi người trong phòng khinh rẻ. Cho đến khi xử lý xong mọi chuyện, Nam Chính nhớ ra phải đóng tiền bảo vệ. Ngay sau đó, anh nhận được tin nhắn đòi hàng từ Annie. Nam Chính không còn cách nào khác ngoài việc mua hàng để gửi đi. Khi đang chọn món, nữ thần gió gửi tin nhắn riêng, yêu cầu số lượng và loại của mình phải nhiều hơn. So với bánh ngọt, nữ thần đất lại muốn dầu gội đầu hơn. Nữ thần nước cảm thấy ăn đồ ngọt suốt sẽ ngán. Vì vậy, cô muốn thay đổi khẩu vị ăn cơm tất cả nội dung trên phải được giao hàng bí mật nhưng nam chính thực sự không biết phải nói gì nữa mỗi lần giao hàng đều được gửi cùng lúc làm sao mà không bị lộ ra thấy nhóm bạn gái đều đang cố tính toán lợi ích riêng Ani tức giận đòi rượu mạnh để đảm bảo công bằng tên dị giới tao muốn rượu mang rượu đến cho mẹ ngay thực sự không biết xấu hổ nói chung nếu là về món quà thì chắc chắn là rượu và món ăn cũng chắc chắn phải là bánh dorazaki vài ngày sau theo sự giới thiệu của người buôn anh đến hội thương nhân iran Leo. mục đích chuyến đi này chắc chắn là để mua cái bồn tắm mình mong muốn nhìn vào đống trước mắt anh không thể đóng miệng lại vì phấn khích chủ cửa hàng giới thiệu chiếc màu xanh vì nó phù hợp với phong cách của nam chính giá chỉ khoảng 300 vàng tóm lại đó chính là thuế trí tuệ apoi giới thiệu chiếc bồn tắm màu trắng cấp cao nhất khi lộ diện nó thực sự hơi chói lóa nhưng ở thế giới trước đây cái này khá phổ biến nên đã trở nên quen thuộc nghĩ kỹ lại chỉ là tắm bình thường mà thôi không phải là khoe khoang với người khác sau khi no nê vì vậy cuối cùng anh quyết định chỉ chọn màu xanh nhìn vào trang phục của nam chính chủ cửa hàng nghĩ anh là người thuộc tầng lớp bình dân vì thế đưa ra lựa chọn trả góp hoặc vay nam chính lập tức rút ra một túi tiền nhỏ và trả hết chủ cửa hàng mới nhận ra anh thực sự là một triệu phú giấu mình cảm ơn sự ghé thăm của ông trời sau khi mua xong nam chính đang háo hức muốn trải nghiệm anh nói một câu muốn ra ngoại ô thành phố vận động sau bữa ăn nơi hoang sơ trong rừng là địa điểm lý tưởng cảm giác nam chính tắm sẽ mất khá nhiều thời gian pheo quyết định đi săn trước chọn một khu vực khá bằng phẳng sử dụng phép thuật đất để xây tường bao quanh chắn hết bốn phía để bảo vệ và tránh sự xâm nhập tiếp theo vua dễ thương dùng phép thuật nước để đổ đầy bồn Nam chính sau đó sử dụng bóng lửa miễn phí để làm nóng nước, sau khi rửa sạch toàn bộ cơ thể. Cuối cùng anh đã ngâm mình vào nước nóng, sau khi cả hai người tắm xong, Pheo vẫn chưa trở về. Nam chính chỉ còn cách lấy thịt rồng ra để nấu bữa tối, anh nghĩ việc chế biến bằng cách chiên sẽ quá đơn điệu. Vì vậy, anh quyết định sử dụng một lượng lớn hành tây. Cuối cùng thêm một ít nước dùng đặc biệt, một món ăn gia đình cơm thịt rồng đã hoàn thành. Sau khi tất cả mọi thứ đều xong xuôi, Pheo vẫn chưa trở lại. Nam chính quyết định chuẩn bị thêm một món hầm để giết thời gian, cho đến khi mặt trời lặn. Vua dễ thương nhắc nhở rằng Pheo đã về. Cùng lúc đó, Nam Chính cũng nghe thấy tiếng động lạ từ bụi cây. Pheo giải thích là do không săn được ở khu vực rồng bay, nên nó đã theo mùi đến một nơi xa hơn. Cuối cùng, nó gặp một con rồng đất và đã chơi đùa một chút. Nó nói như thể mọi chuyện rất dễ dàng. Nhưng trong mắt Nam Chính, đó lại là một rắc rối lớn. Một con rồng đẹp như con này có thể gây náo loạn cả thành phố, không cần biết thịt nó ngon đến mức nào. Bán nó ra chắc chắn sẽ là một thách thức huyền thoại. Pheo không muốn cãi vã nữa với anh. Bữa tối đã chuẩn bị xong, cũng đã đến lúc ăn. Nhưng Nam Chính lập tức chỉ ra rằng Pheo rất bẩn, không giữ vệ sinh anh đoán rằng Pheo vừa sử dụng cơn lốc để phá hủy bãi đỗ xe, làm toàn thân nó phủ đầy bụi. Pheo yêu thích danh tiếng đã cố gắng giấu đi việc nó đã trải lông cẩn thận. Tuy nhiên, nam chính vẫn cảnh báo nếu còn tiếp tục như thế này thì sẽ không được ăn. Vậy nên, cậu phải tắm trước khi ăn, quyết định như vậy. Gì cơ, đầu tiên, mua dụng cụ vệ sinh dành riêng cho chó. Trước khi tắm, cần phải trải lông mà đã bị dối. Theo thứ tự, toàn bộ cơ thể cần được làm ướt. Tuy nhiên, việc dùng nước từ từ bát quá chậm. Pheo mất kiên nhẫn và yêu cầu vua dễ thương dùng nước nhiều hơn. Dù là nước lạnh nó cũng không quan tâm. Nam chính thấy vua dễ thương thổi bong bóng trong nước. Anh có ý tưởng đột nhiên, vì vậy, anh tạo ra vòi sen phiên bản thế giới khác. Đây là lần đầu tiên pheo cảm thấy thoải mái khi tắm. Sau nửa tiếng, nó đã trải qua sự biến đổi, lông óng ánh, mượt mà, cậu giống như Fenrir trong truyền thuyết. Tôi chính là Fenrir, những bước phức tạp đã kết thúc, cuối cùng cũng đến giai đoạn ăn tối. Khoảnh khắc vừa cắn, anh cảm nhận một hương vị quen thuộc, cảm giác và mùi vị này, gần như không khác gì thịt bò Wagyu, chất lượng vượt trội hơn tất cả thịt của các quái vật trước đây. Sau đó, anh quyết định mỗi tháng sẽ tắm cho nó hai lần để giữ vẻ ngoại hình sạch sẽ và tươi mát, ấn tượng trong mắt người khác sẽ tăng đáng kể. Tiếp theo, anh khen ngợi Pheo một vài câu, em thích bác Pheo mượt mà và sáng bóng bây giờ. Mọi người đều nói vậy, thực sự là không biết phải làm sao với cậu. Ngày hôm sau, nam chính đưa con rồng đến hội để mổ xẻ. Nhưng việc này đã chữa lành bệnh tụt huyết áp mà họ mắc phải suốt vài chục năm, hội trưởng khẳng định không thể thực hiện được, bởi vì thợ mổ chưa bao giờ phân giải một con rồng lớn như thế, cái giống như trong mơ đặt trước mặt anh, anh hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy, muốn ăn thịt rồng hiện tại gần như là không thể. Theo ghi chép, mỗi phần trên cơ thể rồng đều là nguyên liệu hàng đầu có thể sử dụng, trong quá trình giết mổ, thậm chí một giọt máu rồng cũng không được bỏ sót. Tuy nhiên, họ mơ hồ nhớ rằng, hội trưởng hội ở thành phố Ran đã nghiên cứu sâu về rồng, chỉ cần đến đó, có lẽ họ có thể hoàn thành việc giết mổ. Với hy vọng đó, Nam Chính quyết định lên đường ngay lập tức, sau khi giết mổ xong, anh còn có thể đến bãi biển để ăn hải sản. Hai người thợ mổ vui vẻ cười đùa, có lẽ không có sinh vật nào trên thế giới này mà họ không thể ăn được. Trước khi rời đi, anh đã chào tạm biệt mọi người hội trưởng đã trao cho anh một lá thư giới thiệu và bản đồ chi tiết soi trắng ở cao nguyên izu như vậy anh có thể tránh được nhiều đường vòng sau đó họ tiếp tục hành trình cho đến tối nam chính làm nóng lại món ăn đã chuẩn bị trước tiết kiệm được nhiều thời gian rất mong chờ xem lần sau sẽ ăn gì xui cũng rất mong chờ thực sự xui và pheo giờ đây đều đã trở thành những kẻ tham ăn tôi còn muốn ăn nữa em cũng thế được rồi cho tôi thêm một ít thịt nữa biết rồi